Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 147. Khi kiếm của Diệp Quân còn cách toại cổ kim nửa trượng, một dư ảnh đột nhiên lướt qua cạnh toại cổ kim, đâm mạnh vào hắn như sấm sét. Ầm. Một mảnh kiếm quang bị đánh lùi, bắn tung tóe như tảo nở hoa, Diệp Quân lùi liên tục hàng trăm trượng, nhưng lúc hắn dừng lại, kiếm quang của hắn đã tụ hợp lại trong nháy mắt. Sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn toại cổ kim trước mắt cô ta, có một người đàn ông trung niên đứng đó. Quan cận vệ, Nguyên Vũ. Nguyên Vũ nhìn Diệp Quân, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng, tay phải của ông ta đã bung bét, máu tươi chảy ra không ngừng, sau đó từ từ nhỏ giọt xuống cánh tay. Đối diện với một nhát kiếm của Diệp Quân, cho dù là ông A, cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Giờ này khắc này, sắc mặt mọi người ở đó đều thay đổi. Lực chiến đấu của Diệp Quân, nếu nói trước đây chỉ khiến bọn họ kinh ngạc, thì lúc này, đã khiến bọn họ hơi khó tin rồi. Vì sức chiến đấu của Diệp Quân, đã vượt qua cảnh giới tiên đế bình thường. Sắc mặt của Khương Nghiệt và Phù Việt đã trở nên hơi nghiêm trọng. Từ khi bắt đầu bọn họ đã biết sau lưng Diệp Quân nhất định phải có một thế lực văn minh rất mạnh nhưng, bọn họ không quan tâm lắm, suy cho cùng, bây giờ còn chưa có bất kỳ thế lực nào có thể đối kháng với bọn họ. Đừng nói là ba cái hợp lại, ba nền văn minh của cựu thổ, tùy tiện lấy một cái ra, cũng đủ quét sạch tất cả. Nhưng lúc này, bọn họ bắt đầu ý thức được chuyện này có phần không đúng lắm, vì sức chiến đấu của Diệp Quân mạnh không bình thường. Nơi xa, Diệp Quân nhìn toại cổ kim, sắc mặt trầm như nước. Vừa nãy sở dĩ hắn ẩn giấu thực lực của mình, chính là muốn khống chế người phụ nữ này trước, nhưng người phụ nữ này thật sự quá bình tĩnh, trực giác mách bảo hắn. Cho dù không có người đàn ông trung niên kia, e là hắn cũng không thể làm gì người phụ nữ này. Không hề do dự, hắn nhún người nhảy lên, trực giác sử dụng kiếm thanh huyên để xuyên thời không, biến mất tại chỗ, nháy mắt, hắn đã đi vào trong đường hầm thời không. Đánh không lại thì chạy, chẳng mất mặt gì, muốn chạy. Thấy Diệp Quân chọn chạy trốn, Khương Nghiệt đột nhiên hô một tiếng, tay phải ông ta vung lên, chỉ thấy một tấm kính thần bay lên trời, kính thần run rẩy kịch liệt. Một luồng thần quang phản chiếu ra, nháy mắt, trong kính thần hiện lên vị trí của Diệp Quân, tiếp đó, thời không chỗ Diệp Quân đột nhiên xuất hiện vô số kính quang hàn diễm, dưới sự chiếu rọi của những kính quang hàn diễm, đường hầm thời không ở chỗ hắn tan ra. Sắc mặt Diệp Quân cũng thay đổi, hắn bỗng vung một kiếm ra, vô số kiếm quang phản chiếu tầng tầng lớp lớp, sau đó, nhưng kiếm quang của hắn lại không thể chặt đứt những kính quang hàn diễm kia. Chân phải Diệp Quân đột nhiên giã một phát. Một nhát kiếm chém ra, kiếm thanh huyên mở đường, lúc này mới cố khoét được một lỗ trên những kính quang kia, ngay khi hắn xông ra, xa xa phía trên hắn, một tấm kính lặng lẽ lơ lửng ở đó. Kính cựu thần. Cựu thần từng sử dụng thần vật, sẽ có thần lực tối cao, trong mọi thần vật của cựu thổ, có thể xếp vào top 5. Một khi tấm gương này được kích hoạt, sẽ phát ra một ngọn hàn diễm tới hàng triệu trượng, những nơi hàn diễm chiếu tới, không gì trốn được, hòa tan tất cả. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào mặt kính cựu thần kia, im lặng một chút, rồi hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, một luồng kiếm quang lao thẳng đến tấm kính cựu thần, gần như đồng thời, tấm kính cựu thần kia run rẩy kịch liệt, một chùm tia sáng hàn diễm tuôn ra, xông về phía Diệp Quân. Ầm ầm, nơi đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ đỉnh tai nhức óc, vô số kiếm quang và hàn diễm không ngừng phun ra như thủy triều, lan rộng hết lớp này tới lớp khác, mọi nơi nó đi qua, tất cả biến mất. Còn Diệp Quân bị hàn diễm kia chặn lại, dù kiếm thanh huyên của hắn đã ngăn cản sức mạnh của hàn diễm, nhưng, thân thể hắn đã bắt đầu xuất hiện những ngọn lửa nhàn nhạt. Vẻ mặt Diệp Quân bỗng trở nên dữ tợn, hai tay hắn nắm lấy kiếm thanh huyên, thả cả kiếm ý vô địch của mình ra, hai loại kiếm ý hội tụ, nháy mắt, kiếm thanh huyên run rẩy kịch liệt, lập tức mạnh mẽ xé toạc ngọn hàn diễm kia ra, kiếm đánh thẳng một mạch, một nhát kiếm chém vào mặt tấm kính cựu thần kia. Răng rắc. Theo tiếng rạn nứt trong trẻo vang lên, mặt kính cựu thần kia đột nhiên nứt vỡ, những ngọn hàn diễm trào ra ngoài. Thấy cảnh này, mặt Khương Nghiệt lập tức thay đổi, khi thấy Diệp Quân giơ kiếm muốn chém, tim ông ta hoảng sợ, vội giơ một tay ra tới. Tấm kính cựu thần hòa thành một luồng ánh sáng lạnh, biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã ở trong tay Khương Nghiệt, thấy tấm kính cựu thần toàn vết rạn, mặt Khương Nghiệt đây khó tin, sao có thể. Còn nơi xa. Diệp Quân đã hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối tinh hà, không hiếu chiến tí nào. Chạy đi đâu? Chạy ư? Đúng lúc này, một âm thanh ở bên đột nhiên truyền tới,
nếu bây giờ mà để ngươi thoái khỏi ba nền văn minh lớn chúng ta, thì chúng ta còn không bị người khác cười chết à? Diệp Quân từ từ quay đầu, người nói chính là Khương Nghiệt. Khương Nghiệt nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, đang muốn nói, chỉ thấy Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ, một nhát kiếm đánh về phía ông ta. Thấy Diệp Quân ra tay với mình, khóe miệng Khương Nghiệt hiện ra một tia dữ tợn, coi ông đây là kẻ dễ bắt nạt à. Nói rồi, tay phải ông ta đột nhiên đưa về phía trước, sau đó bỗng nắm chặt, thời không trước mặt ông ta nổ tung, một vòng xoáy màu đen sâu không thấy đáy nuốt kiếm quang của Diệp Quân vào, nhưng ngay khắc tiếp theo, một luồng kiếm quang lại giết từ trong vòng xoáy màu đen kia ra. Am, Khương Nghiệt bị kiếm quang chém cho bay đi. Diệp Quân đang muốn ra tay lần nữa, nhưng lúc này, một luồng u quang hóa thành hàng chục ngàn màn sáng xông tới chỗ hắn, tốc độ thật sự quá nhanh, nháy mắt đã đánh tới trước mặt hắn, tới cả cơ hội đưa kiếm ra hắn cũng không có, chỉ đành giơ kiếm chặn trước ngực. Kiếm quang như tấm khiên, hắn dựa vào kiếm quang và kiếm thế của mình để ngăn cản u quang kia, có lúc này, một khí tức mạnh mẽ đột nhiên tập kích từ sau lưng hắn. Chính là Khương Nghiệt. Hai tay Diệp Quân bỗng dùng lực, hai loại kiến nghị xông ra từ kiếm của hắn. Luồng u quang kia lập tức bị tan vỡ, tiếp đó, hắn xoay người, chém một phát. Khi kiếm quang bùng nổ, Khương Nghiệt bị đánh bật ra, kiếm của hắn vẫn chưa thu lại, hàng chục chùm tia sáng đánh úp từ xa tới. Diệp Quân vội thu kiếm về. Những chùm tia sáng đánh vào kiếm Thanh Huyên, sức mạnh mẽ ghê gớm khiến hắn phải lùi xa hàng ngàn trượng liên tục. Người ra tay, chính là Phù Việt, không biết từ lúc nào. Trên người ông ta đã có thêm một bộ cơ giáp. Vẫn còn cường giải. Diệp Quân quay đầu toại cổ kim ở nơi xa, toại cổ kim đứng đó, hai mắt nhắm lại, không biết đang nghĩ gì. Như cảm nhận được ánh nhìn của Diệp Quân, cô ta đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, đừng nghĩ tới chuyện tóm được ta, với thực lực bây giờ của ngươi, vẫn chưa làm được. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào toại cổ kim, dùng trận thế lớn như vậy để đối phó với ta. Ngươi không cảm thấy hơi quá đáng à? Toại cổ kim nhìn hắn chằm chằm, sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng toàn lực. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Toại cổ kim lại nói, ta biết, thực lực mà bây giờ ngươi thể hiện ra vẫn chưa phải là giới hạn của ngươi. Ví dụ, ngươi còn ba loại sức mạnh huyết mạch chưa dùng tới. Nếu ngươi dùng sức mạnh của ba loại huyết mạch, cộng thêm cây kiếm này của ngươi, chắc bây giờ ngươi đã có thể dễ dàng chém chết các cường giả cảnh giới tiên đế. Nếu ngươi dùng sức mạnh tín ngưỡng trong trật tự của ngươi, cho dù là cảnh giới đế chủ trên cảnh giới tiên đế, có lẽ cũng không thể thắng được ngươi, thậm chí, ngươi có thể đấu một trận với loại cường giả cấp bậc bất hủ đế chủ. Nghe tới đây, mọi người xung quanh đều đã sợ hết hồn. Mẹ nó! Đánh lâu như vậy, kiếm tu trước mắt vẫn chưa tới cực hạn của mình. Đại đế giết tiên đế, đây đã là yêu nghiệt vô cùng, bây giờ còn nghe ý của toại cổ kim nói. Như vậy mà vẫn chưa phải là cực hạn của thiếu niên kiếm tu này, ranh giới thật sự của hắn, lại có thể đối kháng với cường giả cảnh giới đế chủ, hơn nữa còn là bất hủ đế chủ, đây là khái niệm gì? Cho dù ở cựu thổ, mặc dù không coi là kẻ ghê gớm nhất, nhưng cũng là cường giả đỉnh cấp rồi. Cả cựu thổ, loại cường giả cấp bậc này đã cực kỳ ít. Mọi người không nghi ngờ loại toại cổ kim nói, vì người phụ nữ này không giống nói dối. Nơi xa. Khương Nghiệt và Phù Việt nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra một tia nghiêm trọng và kinh ngạc, vì khi đánh nhau với Diệp Quân, bọn họ cảm nhận rõ được Diệp Quân chưa thật sự dùng toàn lực. Đánh tới giờ mà thằng nhóc này vẫn còn giấu thực lực thật sự của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rất rõ ràng, thằng nhóc này muốn bọn họ tê liệt, sau đó đi bắt toại cổ kim, nhưng đáng tiếc là, toại cổ kim càng yêu nghiệt hơn. Trước mặt cô ta. Diệp Quân không thể che giấu được bất kỳ ý đồ nào. Đúng lúc này, toại cổ kim lại từ từ nói, nếu ngươi chọn đốt cháy thân xác và linh hồn, có lẽ sức chiến đấu của ngươi còn có thể tăng thêm tí nữa. Nói cách khác, thực lực cao nhất của ngươi, chắc là không kém lắm với cảnh giới bất hủ đế chủ. Không thể không nói, điều này rất khoa trương, nhưng đáng tiếc, cảnh giới bất hủ đế chủ, đây là cực hạn trước mặt của ngươi, nhưng không phải cực hạn của chúng ta, cho nên ngươi không có cơ hội thắng. Nói rồi. Cô ta tạm dừng, lại sửa lời, cũng không đúng, người có cơ hội thắng. Có cơ hội thắng. Mọi người nghe thế thì hơi nghỉ hoặc, sao còn có cơ hội thắng nữa? Gọi người tới. Mọi người có mặt đầu nhìn Diệp Quân. Bọn họ tất nhiên rất tò mò về thế lực phía sau của Diệp Quân.
thế lực bình thường chắc chắn sẽ không thể bồi dưỡng ra được người yêu nghiệt như thế này, chỉ là không biết giới hạn là bao nhiêu thôi. Toại cổ kim liếc nhìn bộ dạng đắc ý của Khương Nghiệt, không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng cách xa ông ta. Khương Nghiệt nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, cười khẩy, có lẽ người được tòa tiên phủ nào đó âm thầm bồi dưỡng. Nhưng ta nói cho người biết, cho dù người thực sự được tòa tiên phủ nào đó bồi dưỡng ra thì cũng vô dụng. Đừng nói là một tòa tiên phủ, cho dù là bốn tòa tiên phủ lớn liên thủ lại với nhau, thì hôm nay bọn ta muốn giết ngươi, bọn họ cũng không dám làm gì. Ông ta không hề nói dối, bây giờ ba nền văn minh lớn của cựu thổ đều đã liên thủ lại, cho dù là bốn tòa tiên phủ lớn tập hợp lại với nhau, cũng không dám đối đầu với cựu thổ. Diệp Quân thời ơ liếc nhìn Khương Nghiệt, đấu tay đôi sao. Khương Nghiệt cười nói, ta thừa nhận, ngươi rất biết đánh nhau. Nhưng biết đánh nhau thì có tác dụng chết tiệt gì chứ? Chỉ là hữu dũng vô mưu mà thôi. Diệp Quân bật cười, thực lực của nền văn minh cựu thổ thật chẳng ra làm sao, nhưng miệng lưỡi lại rất lợi hại. Bái phục bái phục. Dứt lời, sắc mặt của Khương Nghiệt lập tức tối xâm lại, mà ở đằng sau ông ta, sắc mặt của đám cường giả của nền văn minh cựu thổ cũng trở nên khó coi. Diệp Quân chậm rãi liếc nhìn đám cường giả, ba nền văn minh dốc hết sức lực để bao vây giết chết một người ở cảnh giới đại đế như ta đây, vậy mà ông vẫn còn dương dương tự đắc, không cảm thấy xấu hổ. Ha ha, nghe nói năm đó cựu thần của cựu thổ là bất khả chiến bại, tung hoành chư thiên vạn giới, mong một lần bại trận mà không được. Nếu để ông ta biết được hậu duệ của mình là những kẻ như thế này, cũng không biết có bị chọc cho tức chết không nữa. Nghe thấy lời của Diệp Quân, sắc mặt của đám người Khương Nghiệt và cường giả cựu thổ nhất thời càng trở lên khó coi. Cựu thần. Vào thời điểm cựu thần vẫn còn tại thế, nền văn minh cựu thổ đã đáng sợ như thế nào chứ? Thực sự là tung hoành chư thiên vạn giới. Bây giờ Diệp Quân nói như vậy, bọn họ giống như bị cây roi quất thẳng vào mặt, đau rát kinh khủng. Khương Nghiệt đứng đầu gắt gao nhìn Diệp Quân, Diệp Quân, cho dù miệng lưỡi của ngươi có lợi hại đến đâu đi nữa, thì hôm nay, ngươi cũng không còn đường sống sót. Ngươi! Ông ta còn chưa nói xong, Diệp Quân đã hóa thành một luồng kiếm quang rồi nhảy lên. Trong nháy mắt, kiếm quang đã chém mạnh đến trước mặt của Khương Nghiệt, tốc độ cực nhanh, đến mức rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy nhát kiếm khủng bố phá tan cả mặt đất của Diệp Quân, trong lòng Khương Nghiệt lập tức kinh hãi. Ông ta vung tay áo lên, dùng một chiếc khiên đen chắn ở phía trước. Nhưng khi chiếc khiên đen đó vừa tiếp xúc với Diệp Quân đã nổ tung. Sức mạnh cường đại khiến ông ta phải liên tục lùi mạnh về phía sau, Diệp Quân thừa thế xông lên, lúc này, hắn không hề che giấu thực lực của mình. Nhát kiếm này chém đến, căn bản là không thể ngăn cản được. Thấy Diệp Quân nhằm vào mình, trong lòng Khương Nghiệt bèn kinh hãi, ông ta vội gọi, Phù Việt. Lúc này ông ta không còn quan tâm đến thể diện gì nữa. Bởi vì thanh kiếm này của Diệp Quân thực sự quá lợi hại. Dứt lời, một luồng u quang đột nhiên ập đến từ bên cạnh như một tia chớp, chớp mắt đã chém tới phía sau lưng của Diệp Quân. Tốc độ của luồng u quang này thực sự quá nhanh, Diệp Quân chỉ có thể từ bỏ việc truy sát Khương Nghiệt, hắn xoay người, chém mạnh một nhát kiếm xuống. Xoẹt! Cùng với một tiếng xé toạc chói tai vang lên, luồng u quang cứ như vậy mà bị nhát kiếm này cứng rắn xé toạc ra, u quang bắn ra xung quanh. Diệp Quân nhìn về phía xa xa, trong tay của Phù Việt đang cầm một võ khí thần bí. Võ khí đó giống như một con thoi, tỏa ra u quang rực rỡ. Lúc này Phù Việt cũng đang nhìn hắn. Bỗng nhiên Diệp Quân biến mất, Phù Việt khẽ nheo mắt lại, tay phải nắm chặt con thoi. Trong phút chốc, bên trong nó bộc phát ra muôn vàn luồng u quang dày đặc như mưa bão mà lao về phía Diệp Quân. Nhưng, cùng với nhát kiếm của Diệp Quân, muôn vàn luồng u quang lại bị kiếm của hắn xé toạc ra một lần nữa. Diệp Quân tiếp tục lao thẳng về phía trước, trực tiếp chém đến trước mặt Phù Việt. Ánh mắt của Phù Việt lóe lên một tia dữ tợn, tay cầm con thoi đập mạnh về phía Diệp Quân, vô số u quang như thủy triều tràn ra ngoài, bao trùm khu vực này trong nháy mắt. Âm ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên từ trong tinh hà. Từng luồng u quang, kiếm quang và khí tức khủng bố không ngừng bùng phát. Phù Việt liên tục lùi mạnh về phía sau, nhưng lùi chưa được bao lâu thì bộ áo giáp trên người ông ta lại run lên dữ dội, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng rực rỡ đâm thẳng vào Diệp Quân ở phía xa xa. Chẳng bao lâu, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên từ trong vũ trụ tinh hà, khiến cho toàn bộ vũ trụ tinh hà bị rung chuyển dữ dội. Ban đầu, Phù Việt dựa vào áo giáp và thần thoi mới có thể miễn cưỡng chống lại Diệp Quân.
nhưng cứ đánh như vậy, mọi người đều phát hiện, Phù Việt đã bắt đầu yếu thế, ông ta đang dần bị Diệp Quân áp chế lại. Thấy cảnh này, Khương Nghiệt đột nhiên nhìn Toại Cổ Kim ở bên cạnh, có phần bất mãn, Toại đại nhân, chúng ta cứ ở đây lãng phí thời gian với hắn như vậy sao? Hiển nhiên ông ta muốn lao đến đánh hội đồng, chỉ là nếu nền văn minh cựu thổ cùng lao đến tấn công, thì có phần mất mặt. Vì vậy, ông ta muốn ba nền văn minh cùng nhau liên thủ lại. Toại Cổ Kim thờ ơ liếc nhìn ông ta, bình tĩnh đáp, Khưu trưởng lão bây giờ mới bắt đầu chú trọng sao? Sắc mặt Khưu Nghiệt vô cùng khó coi, giống như mắc táo bón. Toại Cổ Kim nhìn Khưu Nghiệt, ý của ta là với sức mạnh chúng ta có ở đây thì có thể giết hắn, nhưng không đủ để đối phó người ở phía sau hắn, ông hiểu không? Khưu Nghiệt sửng sốt. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm ông ta, khi ông định đánh chết hắn, chẳng lẽ ông cho rằng người ở phía sau hắn sẽ không xuất hiện sao? Nếu người ở phía sau hắn xuất hiện, vậy ông sẽ ứng phó như thế nào? Lại gọi người tới sao? Khưu Nghiệt yên lặng không nói, ông ta quả thực không nghĩ nhiều như vậy. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn Phù Việt đã bị áp chế gắt gao ở phía xa xa, tất nhiên, nói với ông những điều này cũng không có tác dụng gì. Đến lúc này, nền văn minh cựu thổ của ông hẳn là đã thực sự chú trọng đến rồi. Khưu Nghiệt đang định nói gì đó thì ở phía xa xa, thời không đột nhiên bị phá vỡ, một luồng kiếm quang cứng rắn chém lui Phù Việt ra xa gần chục nghìn trượng. Mà khi ông ta dừng lại, áo giáp trên người ông ta đã đầy vết kiếm. Không những thế, thần thoi trong tay ông ta cũng có những vết kiếm chẳng chịt, vô cùng vỡ nát, gần như bị phá hủy. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều đồng loạt nhìn về thanh kiếm trong tay Diệp Quân, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ và tò mò. Thanh kiếm này rốt cuộc là thanh thần kiếm gì? Diệp Quân đột nhiên biến mất. Soạt! Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, một luồng kiếm quang đã chém về phía Toại Cổ Kim. Mà giờ phút này, kiếm quang tỏa ra trên người Diệp Quân đã biến thành màu đỏ tươi. Sức mạnh huyết mạch dâng trào. Dưới sự gia tăng của sức mạnh huyết mạch phong ma, uy lực của nhát kiếm này còn mạnh hơn mấy lần bất kỳ những nhát kiếm nào trước đó. Mà khi kiếm của hắn còn cách Toại Cổ Kim vài trượng, lại có hai luồng sức mạnh huyết mang từ trong người hắn dâng trào ra ngoài. Huyết mạch viêm hoàng, huyết mạch phàm nhân. Vào lúc này, ba loại sức mạnh huyết mạch cùng dâng trào lên. Vào khoảnh khắc ba loại sức mạnh huyết mạch cùng được thúc giục, uy lực của nhát kiếm này của Diệp Quân lại tiếp tục tăng mạnh. Nhát kiếm này chém tới, thời không trong phạm vi hàng triệu dặm xung quanh trực tiếp bị giãn nứt, hơn nữa còn lan ra khắp xung quanh với tốc độ cực nhanh. Tinh vực này hoàn toàn không chịu được nổi nhát kiếm này của hắn. Tất cả cường giả đều sợ hãi. Mục tiêu của Diệp Quân vẫn là Toại Cổ Kim, hắn gắt gao nhìn Toại Cổ Kim, chỉ khi diệt trừ được người phụ nữ này trước, thì hắn mới có con đường sống. Đối mặt với nhát kiếm đáng sợ này của Diệp Quân, Toại Cổ Kim lại vô cùng bình tĩnh. Mà chính vào lúc này, sau lưng Toại Cổ Kim, quan cận vệ Nguyên Vũ xuất hiện ở trước mặt cô ta. Tay phải ông ta nắm chặt, sau đó đấm mạnh vào kiếm của Diệp Quân. Quyền mang nóng rực như nước lũ, khí tức quyền thế cường đại khiến cho vũ trụ tinh hà sôi sục lên. Nhát kiếm của Diệp Quân vậy mà lại bị quyền thế của Nguyên Vũ cứng rắn chấn áp lại. Sắc mặt của Nguyên Vũ trắng bệch trong nháy lát, cùng lúc đó, luồng quyền mang đó bị vỡ vụn, nhát kiếm của Diệp Quân vẫn tiếp tục lao đến, đâm thẳng vào trán của Nguyên Vũ. Lúc này, Nguyên Vũ bỗng nhiên chắp hai tay lại, trực tiếp kẹp chặt kiếm của Diệp Quân, nhưng cơ thể của ông ta lại bị nhát kiếm của Diệp Quân đè quỳ xuống dưới đất. Đồng thời, toàn thân ông ta đang bắt đầu nứt ra từ chút một, vô số máu tươi không ngừng bắn ra ngoài. Nguyên Vũ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân đang ở gần trong gang tấc, ánh mắt ông ta tràn đầy sự nghiêm túc. Lúc này không chỉ có thân xác ông ta đang dần bị nứt toác, mà ngay cả xương cốt cũng xuất hiện vết nứt. Sức mạnh võ đạo của ông ta căn bản không thể chịu đựng nổi nhát kiếm này của Diệp Quân. Nhưng, ông ta không thể lùi bước, bởi vì sau lưng ông ta chính là Toại Cổ Kim. Nguyên Vũ đột nhiên gào thét, trong phút chốc, toàn thân ông ta bỗng nhiên bùng cháy. Thân xác bùng cháy, linh hồn bùng cháy. Vào lúc này, khí tức quyền thế tỏa ra ở xung quanh ông ta điên cuồng tăng vọt. Nhưng vẫn không thể chống đỡ được kiếm thế của Diệp Quân, kiếm thế của Diệp Quân gắt gao trấn áp quyền thế của Nguyên Vũ. Giờ phút này, toàn thân Nguyên Vũ đã bị rạn nứt như mạng nhện, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, đáng sợ vô cùng. Bỗng nhiên, tay phải Diệp Quân nhấn về phía trước. Cùng với động tác của Diệp Quân, thân xác của Nguyên Vũ trực tiếp bị nổ tung,
vô số máu thịt văng ra ngoài. Mà khi chỉ còn lại linh hồn, Nguyên Vũ lập tức biến sắc, bởi vì ông ta có thể cảm nhận được, thanh kiếm ở trong tay Diệp Quân có tác dụng khắc chế linh hồn. Giờ phút này, lòng ông ta như cho tàn, bởi vì ông ta hiểu rất rõ, đối mặt với nhát kiếm tiếp theo của Diệp Quân, ông ta căn bản không có cách nào ngăn cản lại được. Chính vào lúc kiếm thanh huyền của Diệp Quân định hấp thụ hoàn toàn linh hồn của Nguyên Võ thì bất chợt có một luồng khí tức thần bí từ bên cạnh truyền tới. Diệp Quân khẽ nheo mắt, trực tiếp bỏ qua Nguyên Vũ, chém mạnh một nhát kiếm về phía bên cạnh. Ầm. Diệp Quân lau vết máu trên khóe miệng, chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bào đứng cách đó mấy trăm trượng, tay phải của người đàn ông trung niên đặt ở sau lưng, còn tay trái thì nắm chặt thành nắm đấm, bình tĩnh nhìn hắn. Quan cận vệ đứng đầu Hình Chu, một người cảnh giới bất hủ đế chủ. Hình Chu nhìn Diệp Quân chằm chằm, không nói lời nào, ông ta tiến lên một bước, một luồng khí tức võ đạo lập tức bao vây tinh vực cả trăm vạn dặm. Lúc này mọi người ở trong đó đều cảm nhận được một cảm giác áp bức nghẹt thở đến đáng sợ. Ở đằng xa, không gian chỗ Diệp Quân bị sụp xuống, hủy diệt bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Chỉ là một luồng khí mà uy lực đã khủng khiếp đến thế. Gần như là cùng một lúc, Diệp Quân đã biến thành tia kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Vèo! Một tia kiếm quang vạn trượng lướt qua, khí tức võ đạo mà Hình Chu phóng ra xé ra một cái lỗ lớn, thoáng chốc kiếm quang đã lao đến trước mặt Hình Chu. Ngón tay Hình Chu chỉ vào mũi kiếm của kiếm thanh huyên. Âm! Thời không hàng trăm vạn trượng bỗng chốc sụp đổ, xung quanh biến thành bóng tối, từng luồng khí tức võ đạo đáng sợ và khí tức kiếm đạo tiếp tục lan ra xung quanh như sóng, vài cường giả cựu thổ có thực lực khá yếu đuối bị đánh văng ra xa. Keng! Lúc này, một tiếng kiếm kêu bỗng vang lên, sau đó từng tia kiếm quang đan chéo bao phủ khu vực phía xa, thế kiếm cực mạnh cộng thêm khí tức huyết mạch liên tục lan ra, ai chạm vào đều sẽ bị giết chết. Đại chiến! Khi nhìn thấy thực lực của Diệp Quân có thể sánh ngang với Hình Chu, mọi người đều tỏ vẻ hoảng sợ, đồng thời không tự chủ được liếc nhìn toại cổ kim ở đằng xa. Người phụ nữ này đánh giá thực lực của Diệp Quân chính xác đến đáng sợ, Diệp Quân này lại có thể sánh ngang với một vị bất hủ đế chủ, đây chỉ là đại đế thật sao? Hay là cảnh giới của tên này chỉ là bề ngoài? Toại cổ kim không nhìn khu vực chiến đấu, cô ta xòe tay ra, một tia khí tức huyết mạch rơi vào lòng bàn tay cô ta. Nhìn khí tức huyết mạch đó, cô ta khế cao mày, một lúc sau cô ta mới nhìn khu vực chỗ Diệp Quân, ánh mắt thâm trầm, không biết đang nghĩ gì. Cách đó không xa, lúc này Khưu Nghiệt và Phù Việt cũng cảm nhận được khí tức huyết mạch tỏa ra từ Diệp Quân, hai người im lặng một chốc, nhìn nhau rồi cùng gật đầu. A Mồ! Đúng lúc này, khu vực kiếm quang ở đằng xa bỗng nứt ra, sau đó Diệp Quân và Hình Chu đó cùng lùi về sau dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Mà trước mặt hai người, từng khí tức võ đạo đáng sợ và khí tức kiếm đạo, cùng với sức mạnh huyết mạch dâng lên như sóng thần, vô cùng đáng sợ. Sau khi dừng lại, Diệp Quân chậm rãi nhắm lại, được sức mạnh huyết mạch hỗ trợ, khí tức của hắn vẫn đang liên tục trở nên mạnh hơn. Diệp Quân mở mắt ra, trong mắt đầy máu, hắn nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn đến toại cổ kim cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Quân bỗng biến thành một tia kiếm quang rồi bay lên trời. Lao thẳng vào tận sâu tinh hà. Cho dù muốn đánh cũng không thể đánh ở nơi này. Vì ở đây chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng đến chết, hiện giờ hắn chỉ có thể đánh du kích. Nhưng chẳng mấy chốc, dây sắt màu đỏ máu trước đó lại xuất hiện, từng luồng sức mạnh đáng sợ lan về phía hắn. Diệp Quân giơ tay đánh một nhát kiếm này bỗng chốc chém nứt xiềng xích sắt đỏ như máu, thời không bị giam cầm xung quanh lập tức trở nên bình thường. Đúng lúc hắn định dùng kiếm thanh huyên xuyên qua thời không thì một luồng khí tức cực mạnh bỗng tấn công từ phía sau hắn, lúc này hắn cảm thấy khu vực thời không mà mình đang ở đứng bị thứ gì đó kẹp chặt. Diệp Quân không nghĩ nhiều, xoay người chém một nhát kiếm. Vèo! Một luồng sức mạnh bí ẩn bị hắn chém đứt. Lúc này Hình Chu xuất hiện ở trước mặt hắn, không những thế, một màn sáng bí ẩn bỗng rơi xuống từ tận sâu tinh hà, bao trùm khu vực thời không tối tăm nơi hắn đang đứng. Thời không bị bao vây. Diệp Quân bỗng đánh một nhát kiếm, màn sáng đó vừa tiếp xúc với kiếm thanh huyên của Diệp Quân thì rung lên dữ dội, sau đó nứt vỡ. Diệp Quân bay thẳng lên trời, thoáng chốc đã biến mất ở tận cuối tinh hà. Hình Chu định đuổi theo nhưng lúc này toại cổ kim bỗng nói, để hắn đi đi. Vừa nghe nói thế, mọi người đều ngạc nhiên, mọi người quay đầu lại nhìn toại cổ kim, cảm thấy khó hiểu.
Khư Nghiệt tức giận nói, để hắn đi. Tên này yêu nghiệt như thế, để hắn đi, sau này. Toại Cổ Kim nhìn Khư Nghiệt như đang nhìn tên ngốc. Ánh mắt này quả thật làm tổn thương người khác, Khư Nghiệt tức đến mức mặt mày xanh mét, ông ta cũng không thèm để ý đến việc kẻ trước mặt này đáng sợ thế nào. Đang muốn nổi giận thì lúc này phù việt của nền văn minh vĩnh sinh đang xa đột nhiên xuất hiện kéo ông ta lại. Toại Cổ Kim phất lờ Khư Nghiệt, xoay người đi về tận sâu tinh hà. Khư Nghiệt cực kỳ tức giận, ông ta nhìn phù việt, người kéo ta đi làm gì? Ta! Phù việt nói, nơi này có gần cựu thổ không? Khư Nghiệt sửng sốt, ngươi làm gì? Lúc này hình như Khư Nghiệt đã hiểu được gì, ông ta cũng dần bớt giận, sau đó nói, ý của ngươi là... Phù Việt gật đầu, trầm giọng nói, chắc chắn người này không phải người bình thường, việc chúng ta phải làm bây giờ không chỉ là giết hắn. Lẽ nào ngươi không biết chiêu trò đánh nhỏ để dụ người lớn sao? Khư Nghiệt lạnh lùng nói, vậy thì thế nào? Sức mạnh huyết mạch của hắn quả thực không đơn giản, chẳng qua là cha hắn hoặc tổ tiên của hắn rất mạnh, nhưng hiện giờ ba nền văn minh chúng ta đã hợp tác với nhau, nếu cha và tổ tiên hắn dám lộ diện, cũng phải đánh cho chúng sợ bỏ chạy. Khư Nghiệt còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Phù Việt bỗng ngẩng đầu lên nhìn tận sâu tinh không, khế nói, Khư trưởng lão, cho dù ngươi có thừa nhận hay không thì trí thông minh của chúng ta cũng không được như người phụ nữ đó. Nể tình bạn lâu năm của chúng ta nhắc nhở ngươi một câu, đừng vì những chuyện vô nghĩa như vậy mà đắc tội với người phụ nữ đó, nếu không ngươi sẽ không biết mình chết thế nào đâu. Nói rồi ông ta sử dụng cơ giáp, sau đó biến mất ở tận cuối tỉnh Hà. Sắc mặt Khư Nghiệt cực kỳ khó coi, trong một tinh không nào đó. Một tia kiếm quang bỗng lao ra, chính là Diệp Quân, hắn nhìn xung quanh, tinh hà yên tĩnh đến mức hơi bất thường. Tiểu Tháp bỗng thở phào, cuối cùng cũng thoát ra rồi. Diệp Quân lại lắc đầu, chúng cố ý để ta chạy thoát. Tiểu Tháp ngạc nhiên, đây. Tỉnh hà xung quanh bỗng rung chuyển, ngay sau đó thời không đăng xa nứt ra, đám người Toại Cổ Kim chậm rãi bước ra. Hình Chu đã xuất hiện ở phía sau Diệp Quân từ bao giờ? Thời không bên phải Diệp Quân bỗng nứt ra, một ông lão chậm rãi bước ra. Nhìn thấy ông lão này, Khư Nghiệt bỗng biến sắc, sau đó cung kính chào, sư phụ. Đám cường giả cựu thổ phía sau ông ta cũng lần lượt chào, chào Hòe Tôn. Hòe Tôn, người đến không ai khác chính là Hòe Di, người đứng thứ ba của cựu thổ, cũng là người nắm quyền của nền văn minh cựu thổ hiện tại. Vì chủ của nền văn minh cựu thổ và thái thượng trưởng lão của cựu thổ đều không có mặt ở cựu thổ. Gần như cùng lúc đó, thời không bên trái bỗng nứt ra, sau đó một bóng người bay ra, hư ảnh dần ngưng tụ lại, là một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đơn giản, hai tay chắp lại trước ngực, rất trang nghiêm và trang nhã. Phù Việt vội bước đến trước chào, chào Nguyệt các chủ. Nhiễm Nguyệt, các chủ của Vĩnh Sinh các ở nền văn minh Vĩnh Sinh. Địa vị chỉ đứng sau chủ nền văn minh Vĩnh Sinh. Ba cường giả cấp bậc bất hủ đế chủ. Sau khi Nhiễm Nguyệt và Hòe Di xuất hiện, họ lập tức nhìn Diệp Quân cách đó không xa, nhìn một lúc, Nhiễm Nguyệt bỗng quay đầu lại nhìn Toại Cổ Kim ở đằng xa, cười nói, lúc đầu ta rất ngạc nhiên, một kiếm tu nhỏ lại khiến Toại các chủ phải chủ động giao chiến, giờ xem ra việc này thật sự là một việc rất cần thiết. Hòe Di khẽ gật đầu, đúng thế thật, con đường trật tự. Thật ra bây giờ có không ít người đi theo con đường trật tự, nhưng người có thể bước ra từ con đường đó thì không có mấy người, mà Diệp Quân trước mặt này đã sắp thành công. Những người như vậy thì phải đánh chết. Lúc đầu nền văn minh cựu thổ và nền văn minh Vĩnh Sinh là vì khinh thường nền văn minh Toại Minh nên mới cho nền văn minh Toại Minh cơ hội. Có thể phạm sai lầm. Nhưng nếu liên tiếp sai lầm cùng một lỗi thì đúng là ngu ngốc. Nhiễm Nguyệt bỗng cười nói, đừng lãng phí thời gian nữa, nền văn minh Vĩnh Sinh ta đến trước. Nói rồi cô ta bỗng giơ tay lên, một tia sáng bỗng lao ra từ đầu ngón tay cô ta, lúc đầu chỉ có cánh tay thô ráp, nhưng khi đến trước mặt Diệp Quân thì đã mấy vạn trượng. Diệp Quân cầm kiếm Thanh Huyên chém một nhát kiếm này chém vào tia sáng đó, nhưng lúc này hàng ngàn vạn luồng sáng bỗng tuôn ra từ tia sáng. Đồng tử Diệp Quân co rụt lại, thu kiếm lại chặn trước mặt. Thoáng chốc Diệp Quân bị đánh bay ra xa mấy vạn trượng, khi hắn dừng lại, rất nhiều phi thuyền cơ giáp màu tối xuất hiện trong thời không xung quanh hắn, ngay sau đó vô số luồng sáng phun ra, tràn ngập khu vực Diệp Quân đang đứng. Không gian tĩnh lặng, vèo, lúc này một tiếng kiếm kêu bỗng vang vọng, sau đó một tia kiếm quang lao ra, đánh thẳng về phía Nhiễm Nguyệt. Thấy thế Nhiễm Nguyệt khẽ cười,
Cô ta giơ cánh tay ra, một cánh tay cơ giáp xuất hiện, cô ta tung ra một quyền. Trong thời khắc sinh tử này, sắc mặt Diệp Quân đột nhiên trở nên hung ác, hắn dậm chân phải, giơ kiếm lên. Lúc này, hắn và kiếm Thanh Huyên đã hợp thành một. Vèo. Trong khoảnh khắc bàn tay khổng lồ của cơ giáp hỏa diễm siết chặt, Diệp Quân chém giết về phía đó. Trong khoảnh đó, Diệp Quân xoay người, dùng kiếm tấn công Nhiễm Nguyệt từ xa. Cách xa hàng ngàn trượng, hắn lập tức lao đến. Trong mắt Nhiễm Nguyệt lóe lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi vào kiếm Thanh Huyên trên tay Diệp Quân, trong lòng hơi tò mò, khi thanh kiếm kia gần cô ta, vẻ mặt cô ta không thay đổi, tay phải siết chặt, đánh ra một quyền, quả đấm cơ giáp hung hăng đánh về phía kiếm quang của Diệp Quân. Ầm, quyền này, đã ép kiếm quang của Diệp Quân dừng tại chỗ. Ngay khi Diệp Quân chuẩn bị vung kiếm lần nữa, tay phải của Nhiễm Nguyệt đột nhiên vung lên, luồng pháo sáng từ trong tay cơ giáp đột nhiên bắn ra ngoài, ngay lập tức sức mạnh cường đại đánh Diệp Quân bay ra ngoài. Nhiễm Nguyệt vung tay phải lên, tia sáng từ trong lòng bàn tay cô ta bay ra, ánh sáng đón gió đột nhiên bùng lên, biến thành thành cỗ máy khổng lồ cao cả ngàn thước, hai ai cầm một thanh cự kiếm tung người nhảy lên chém về phía Diệp Quân. Khi kiếm này chém xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực khủng khiếp, lùi về sau vài bước. Mà phía dưới, Diệp Quân đột hóa thành huyết quang phóng lên trời, hung hăng chém về phía thanh kiếm kia, khi hai thanh kiếm chạm nhau, tinh hà văng tung tóe, Diệp Quân bị sức mạnh to lớn ẩn chứa trong thanh kiếm đánh bay. Mà thanh kiếm kia cũng bị Diệp Quân chém vỡ. Sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn chỉ cảm thấy nội tạng của mình bị xé rách, sức mạnh kia thực sự rất đáng sợ. Nhiễm Nguyệt nhìn thanh kiếm bị gãy do Diệp Quân chém, sau đó nhìn Diệp Quân, chư vị, đừng lãng phí thời gian. Không thể không nói, bản thân cô ta cũng kinh ngạc về thực lực của Diệp Quân, đồng thời cô ta phát hiện mình không có cách nào giết chết Diệp Quân trong thời gian ngắn, nếu tiếp tục, sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Cô ta rút lời, sau đó mở lòng bàn tay, có thêm hai gã cơ giáp khổng lồ lao ra, ba gã cơ giáp khổng lồ lao thẳng về phía Diệp Quân. Ba gã cơ giáp khổng lồ đồng loạt lao về phía Diệp Quân, sức mạnh uy áp khiến tinh hà sôi trào. Trong mắt Diệp Quân, biển máu cuồn cuộn, hắn đột nhiên đứng dậy, dùng kiếm chém về phía ba gã cơ giáp khổng lồ. Am! Một luồng huyết quang bỗng nhiên từ trên trời phun ra, Diệp Quân liên tục rút lui, mà trong quá trình rút lui, không biết hắn đã cảm nhận được điều gì, đồng tử co rút, đột nhiên quay người, dùng kiếm chặn ngang trước ngực. Am! Vô số kiếm quang đẫm máu vỡ tan tành, Diệp Quân kinh hãi. Miệng phun ra máu. Người ra tay, chính là quan chấp hành đứng đầu của nền văn minh Toại Minh. Mà Diệp Quân vừa dừng lại, còn chưa kịp hít thở, một luồng khí tức cường đại cuốn đến, Diệp Quân xoay người, một quyền đánh đến. Chính là hòe di của nền văn minh cựu thổ. Diệp Quân chặn ngang kiếm. Am! Diệp Quân lùi mấy vạn trượng, từng luồng huyết quang và kiếm quang chấn động, tản ra bốn phía. Mà lúc này, mấy gã cơ giáp khổng lồ cùng với Hình Chu và Hòe Di đột nhiên biến mất tại chỗ. Ba vị bất hủ đế chủ cùng nhau tấn công, sức mạnh kia đáng sợ đến mức nào. Trong bán kính vạn dặm, tinh vực đã trở nên hư ảo, căn bản không chịu nổi sức mạnh của bọn họ. Dưới ánh mắt của mọi người, ba luồng khí tức đáng sợ đánh về phía phiến thời không của Diệp Quân, chỉ trong nháy mắt, khu vực đó nổ tung, cùng với vô số khu vực khác, còn có huyết quang và kiếm quang. Đồng thời, có bóng người bay ra ngoài. Chính là Diệp Quân. Diệp Quân bay ra ngoài mấy trăm ngàn trượng mới dừng lại, vừa dừng lại, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, không chỉ như vậy, giờ phút này toàn thân hắn xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi không ngừng chảy ra. Thực lực của ba cường giả bất hủ đế chủ không phải là thứ mà bây giờ hắn có thể chịu được. Mà ba người Hình Chu cũng không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi. Hắn vừa dừng lại đã có mấy luồng khí tức hủy thiện diệt địa bay thẳng về phía hắn, theo luồng khí tức này, vạn vật xung quanh trở nên im lặng, khu vực tinh vực xung quanh bắt đầu nổ tung. Vô cùng kinh khủng, thấy ba người vọt về phía mình, trong mắt như có ngọn lửa thiêu đốt, thân xác và linh hồn cũng bị đốt cháy, giờ khắc này, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt, hắn không lùi bước, bởi vì lúc này hắn không thể lùi bước, hắn lao về phía trước, kiếm quang đỏ như máu quét qua sân. Lao về phía ba người Hình Chu. Đột nhiên, có tiếng nổ đinh tai vang lên từ phía tinh vực. Ngay sau đó, trong mắt vô số người, kiếm quang đầm máu như bị đánh tan, Diệp Quân nặng nề bay ra ngoài. Lần này Diệp Quân bay đi mấy trăm ngàn trượng, vừa dừng lại, mấy trăm ngàn trượng thời không sau lưng hắn hóa thành hư vô.
Cổ họng Diệp Quân ngọt ngọt, máu phun ra ngoài. Mà vẻ mặt của ba người Nhiễm Nguyệt hơi nghiêm trọng, bởi vì trên người ba người đã có hơn chục vết kiếm. Ba người nhìn nhau, trong mắt có sát ý, đang muốn ra ai, nhưng vào lúc này, đột nhiên có giọng nói truyền đến, chờ một chút. Nghe được lời này, ba người đều giật mình, quay đầu nhìn, xa xa, có cô gái đang đi đến. Cô gái mặc váy đỏ, Thương Hồng Y. Thấy Thương Hồng Y, ba người hơi nghi ngờ, nhưng ngay sau đó, họ đều cúi người thi lễ với Thương Hồng Y. Cho dù là Toại Cổ Kim cũng phải cúi người thi lễ với Thương Hồng Y. Thương Hồng Y không thèm để ý đến bọn họ, mà chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quân, lúc này, nhìn Diệp Quân vô cùng thê thảm, toàn thân gấy vụn, có thể nhìn thấy xương cốt, bàn tay cầm kiếm thanh huyên run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn tản ra sát ý và kiếm ý ngút trời như cũ. Thương Hồng Y nhìn Diệp Quân, trên mặt là nụ cười nhạt, ta hơi kinh ngạc, không ngờ ngươi sẽ đến cựu thổ sớm như vậy, dĩ nhiên, không ngờ ngươi có thực lực khá như vậy. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thương Hồng Y, ánh mắt bình tĩnh hơn bao giờ hết. Thương Hồng Y nói, ngươi cho rằng ngươi có sức mạnh tín ngưỡng chưa dùng đến, cho nên, muốn thử lần cuối, đến bắt ta sao? Cô ta vừa nói, khóe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy trêu chọc, đến đi, bọn ta chờ ngươi sử dụng sức mạnh tín ngưỡng của ngươi. Diệp Quân lau vết máu trên khóe miệng, nhưng vừa lau xong, máu lại phun ra, hắn không thèm để ý nữa, nhìn Thương Hồng Y trước mặt thú vị không? Thương Hồng Y cười nói, đương nhiên là thú vị. Đang nói, cô ta đột nhiên vươn tay về phía Diệp Quân, gần như cùng lúc đó, Diệp Quân cầm kiếm đâm ra, tuy nhiên tay cô ta nhanh hơn, nhàng chạm vào ngực Diệp Quân. Ầm! Diệp Quân bay thẳng ra ngoài, trong nháy mắt, thân thể hắn bắt đầu vỡ vụn từng chút, khi dừng lại, hắn chỉ còn lại linh hồn. Thương Hồng Y chậm rãi đi về phía Diệp Quân, cười nói, sao nhàm chán vậy? Ta có sở thích xem mấy con kiến hôi tự cho mình là đúng đứng lên chống lại ta, không phải chỉ mình ngươi, mà tất cả mọi người đều như vậy. Khi đang nói chuyện, cô ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân, cô ta bay lơ lửng trên không, cúi đầu nhìn Diệp Quân, cười nói, như vậy đi, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ không giết ngươi nữa. Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu, vùng kiếm đâm ra, nhưng kiếm thanh huyên của hắn cách lông mày Thương Hồng Y nửa tấc. Dù hắn có thúc giục kiếm ý và sức mạnh huyết mạch như thế nào cũng không thể tiến thêm được nửa tấc. Thương Hồng Y cười, cô ta đột nhiên duỗi ra hai ngón tay hất kiếm thanh huyên ra ngoài. Ầm! Diệp Quân lập tức bị kiếm đánh ngã, lúc này, linh hồn của hắn đã trở nên hư ảo, kiếm thanh huyên run rẩy kịch liệt, hắn nhanh chóng ổn định thần hồn. Mà ở phía xa, Thương Hồng Y lấy ra một quả trái cây đỏ rực, cắn mạnh một miếng, cười nói, ta thích sự cứng rắn của ngươi. Bởi vì khi bẻ từng chút, mới có cảm giác thành tựu. Diệp Quân nhìn linh hồn hư ảo của mình, hắn nhìn xung quanh, ba vị cường giả cảnh giới bất hủ đế chủ đang nhìn hắn, trong bóng tối có rất nhiều khí tức mơ hồ. Mà ngay lúc này, Thương Hồng Y đột nhiên giơ tay phải ra, nhẹ nhàng đè lên người Diệp Quân, mà cái đè này, có luồng khí tức kinh khủng, đột nhiên bao phủ lấy Diệp Quân, buộc hắn phải quỳ xuống. Tay phải Diệp Quân cầm kiếm thanh huyên, gắt gao chống đỡ. Nhưng chân hắn vẫn từ từ khuỵu xuống, không chỉ như vậy, giờ phút này, thần hồn của hắn càng trở nên hư ảo hơn. Diệp Quân bỗng nhiên gầm lên, linh hồn bị thiêu đốt, trong lúc linh hồn hắn đang bị thiêu đốt, thì kiếm thanh huyên cũng bị đốt cháy. Bùm! Trong chớp mắt, Diệp Quân gắng gượng đập vỡ luồng khí thế trên người. Xa xa, Thương Hồng Y cắn mạnh vào quả trái cây, cười nói, đến, chém ta đi. Diệp Quân không xuất kiếm. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua, ba vị cường giả của nền văn minh cựu thổ, cuối cùng rơi vào người Thương Hồng Y, hắn khẽ nói cha, lần này còn đã cố hết sức, thật sự là đã cố hết sức, những người này bắt nạt người quá đáng. Nói xong, hắn không chịu đựng được nữa, ngã xuống đất. Rắc rắc, thời không đột nhiên nứt ra, một cánh tay thò ra ngoài, sau đó đỡ lấy Diệp Quân. Là người đàn ông áo trắng. Xa xa, Thương Hồng Y đột nhiên cười mỉm. Cô ta nhìn chăm chằm vào người đàn ông áo trắng, vì hắn mà lâu lắm mới ra ngoài, thú vị đấy. Lúc này, mọi người ở đây mới hiểu được mục đích thật sự của Thương Hồng Y là người sau lưng Diệp Quân. Mà sau khi Thương Hồng Y nói xong, bên trong cựu thổ lần lượt có từng khí thế mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở giữa sân, trong phút chốc, toàn bộ tinh hà lập tức gợn sóng. Ở phía sau Toại Cổ Kim có mấy trăm cường giả thân mang chiến giáp màu vàng sậm đứng thẳng tắp.
toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra hơi thở đáng sợ, những hơi thở đó khiến thời không xung quanh họ không ngừng rung lên. Thần vệ Toại Minh. Đây là một nhánh quân đội còn tinh nhuệ hơn cả quân cận vệ Toại Minh, họ chỉ xuất hiện ở trong các cuộc chiến tranh trọng đại của nền văn minh. Mà bây giờ tất cả thần vệ Toại Minh đều xuất quân. Sau lưng hòe di của cựu thổ cũng xuất hiện mấy trăm cường giả, những cường giả này đều mặc chiến giáp đỏ rực, trên giáp còn được phủ thêm tấm vải đỏ nhạt, ai nấy cũng cầm thương trong tay, khí thế bức người, hơi thở không hề thua kém gì thần vệ Toại Minh của nền văn minh Toại Minh. Cựu thần vệ. Đây là đội cận vệ của cựu thần năm đó, cũng là quân đội tinh nhuệ nhất của nền văn minh cựu thổ, đừng nói là người ngoài khó thấy được họ, cho dù là người của văn minh cựu thổ cũng rất hiếm khi thấy họ xuất hiện, bọn họ chỉ lộ diện trong các trận chiến tranh lớn. Phía sau Nhiễm Nguyệt cũng xuất hiện mấy trăm cường giả cơ giáp, họ đều đang khoác trên mình các bộ tiên giáp hùng mạnh. Đội cơ giáp Vĩnh Sinh. Đây cũng là một nhánh quân đội khủng bố được nền văn minh Vĩnh Sinh bồi dưỡng ra. Năm đó nền văn minh Vĩnh Sinh có thể đặt chân lên cựu thổ không thể không kể đến công lao của đội cơ giáp này, cơ giáp trên người bọn họ đều là những bộ tiên giáp cực phẩm, không chỉ thể, mỗi một người còn ghép đôi với một đội hậu cần. Quân đội tinh nhuệ của ba nền văn minh đều đã xuất trận. Không chỉ thế, bên trong cựu thổ vẫn còn có các hơi thở mạnh mẽ khác đang cuộn trào. Đó là đại sát khí đạo chiếu của nền văn minh Toại Minh, lúc này nó đã được khởi động, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động. Hủy diệt tất cả. Cạnh đó là đại sát khí của văn minh cựu thổ, sát trận cựu thần, lúc này cũng đã trong thế chờ phát động, từng luồng khí tức hùng hậu đang không ngừng hội tụ về trung âm trận pháp, chỉ đợi một tiếng lệnh thì sẽ lập tức bộc phát, xóa sổ tất cả. Bên trong một dãy núi bạt ngàn của nền văn minh Vĩnh Sinh, một quang trận khổng lồ đã được khởi động, trong trận pháp có vô số luồng sáng đang tụ vào chính giữa, giống núi lửa đang sôi cụ, những khí tức đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong đó. Trong tinh không, mọi người đua nhau nhìn về phía người đàn ông áo trắng cùng cô gái váy trắng, Toại Cổ Kim đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, chẳng biết tại sao trong lòng lại sinh ra một nỗi bất an. Người đàn ông áo trắng đang ôm Diệp Quân chỉ còn lại linh hồn, trong mắt ánh lên một tia đau lòng, chính ông ấy cũng từng đi qua con đường như vậy, tất nhiên biết rõ con đường này không hề dễ đi, nhưng ông ấy không thể làm gì khác, bởi vì đây là con đường mà Diệp Quân đã chọn, Diệp Quân phải tự trải qua. Ông ấy nhẹ nhàng vuốt ve linh hồn của Diệp Quân, chỉ một chạm thôi thân thể của Diệp Quân đã khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, thần hồn của hắn cũng lập tức khôi phục lại bình thường. Diệp Quân chậm rãi mở hai mắt ra, khi nhìn thấy người đàn ông áo trắng, hắn cười khổ rồi gọi cha. Người đàn ông áo trắng khẽ mỉm cười, nở nụ cười hòa ái. Diệp Quân vội vã đứng dậy, hắn nhìn về phía cô gái váy trắng ở bên cạnh cô. Cô gái váy trắng liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì. Diệp Quân có hơi sợ, vậy là cô đang vui hay không vui vậy? Cách đó không xa, Thương Hồng Y đột nhiên nở nụ cười, vẫn là thần thái tự tin ung dung, đến cả hai luôn à. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Thương Hồng Y cũng nhìn lại hắn, cười hỏi, nhìn hiểu chưa? Diệp Quân nói, khi đó cô không giết tôi là vì muốn dẫn người sau lưng ta ra. Thông minh. Thương Hồng Y nở nụ cười, ngươi cho rằng lúc trước A không nhìn thấy tiểu tháp của ngươi, không thấy được huyết mạch của ngươi. Không nhìn ra được kiếm của ngươi bất phàm. Diệp Quân rất khó hiểu, ta và cựu thổ các cô không thù không oán, sao cô phải làm đến mức đó? Thương Hồng Y cắn một miếng trái cây, cười đáp, đây là một chuyện rất đơn giản mà. Diệp Quân im lặng một lát rồi nói, vì ta tu trật tự. Thương Hồng Y chỉ cười không nói. Diệp Quân tiếp tục nói, bởi vì ta tu trật tự, còn tu ra thành tựu, hơn nữa sau lưng lại có thế lực mạnh mẽ chống đỡ nên khiến cho các cô kiêng kỵ, các người không muốn bất kỳ nhân tổ không xác định nào xuất hiện, tranh giành lợi ích với các cô, vậy nên các cô mới liên thủ nhắm vào ta, tất nhiên. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Thương Hồng Y, chắc chắn còn có một nguyên nhân khác, đó là lợi ích, các người muốn liên thủ để thâu tóm thế lực sau lưng ta. Thương Hồng Y nở nụ cười, thông minh. Chỉ một mình ngươi thì sao có thể khiến chúng ta phải hao phí nhiều sức lực như vậy? Tất nhiên còn một nguyên nhân khác nữa, nhưng không nói cho ngươi biết. Nói rồi, CEO ta nhìn người đàn ông áo trắng và cô gái váy trắng bên cạnh Diệp Quân, như lời ngươi nói, mục đích thực sự của cựu thổ chúng ta là thâu tóm nền văn minh phía sau ngươi, ha ha. Vừa phòng ngừa được tai ương xảy ra, vừa có thể kiếm lợi. Một mũi tên trúng hai đích.
Diệp Quân nhìn chằm chằm Thương Hồng Y, các ngươi chắc là không biết gì về thế lực ở sau ta cả, đúng không? Thương Hồng Y cười nói, vậy nên ba nền văn minh chúng ta mới liên thủ lại, hiện tại trong các vũ trụ nền văn minh mà chúng ta thăm dò được, chỉ có văn minh tổ trong truyền thuyết mới có thể chèn ép được cựu thổ chúng ta. Ngươi đừng nói với ta là ngươi tới từ nền văn minh tổ nhé. Ha hai. Diệp Quân im lặng. Thương Hồng Y nhìn người đàn ông cùng cô gái váy trắng, mỉm cười nói, chỉ với hai người thì hình như không đủ, ta có thể cho các ngươi thời gian để gọi thêm người. Diệp Quân quyết đoán lui sang một bên, để cha hắn lên sàn biểu diễn. Người đàn ông áo trắng nhìn hắn, thấy ánh mắt của cha, mí mắt Diệp Quân giật lên, đừng bảo cha hắn đình công ngay lúc này nhé. Diệp Quân trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Tháp cười phá lên ha ha, cũng chỉ có cha ngươi mới có thể trị được tên lươn lẹo nhà ngươi thôi. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Quân, cười mà như không cười, cứ nói lời thật lòng của con đi, cha không có ý gì đâu, thật đó. Mồ hôi lạnh của Diệp Quân chảy xuống, cha, bây giờ mà thảo luận chuyện này hình như không thích hợp. Lắm. Người đàn ông áo trắng nở nụ cười của cha hiền, cha không phải là loại người mưu mô, con cứ việc nói thẳng. Cha đảm bảo sẽ không đánh con, cũng không làm khó dễ gì con đâu. Tháp gia có thể làm chứng, phẩm chất của cha con vẫn tốt lắm. Tiểu Tháp, Diệp Quân đau chứng thật sự, hôm nay cha hắn bị làm sao vậy? Sao mà trả lời câu này được? Cái này mà trả lời không khéo thì một là đắc tội cha, hai là đắc tội ông nội, hai người này không ai là tầm thường hết, đắc tội bọn họ chắc chắn là không có quả ngon để ăn. Diệp Quân quay sang nhìn cô gái váy trắng cầu cứu. Cô gái váy trắng bình tĩnh nói, ta cũng muốn biết. Diệp Quân, trầm mặc, mà cả cha và cô đều đang nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời. Diệp Quân đột nhiên quay sang nhìn về những cường giả cựu thổ ở phía xa, hắn nhìn lướt một vòng rồi ánh mắt dừng lại ở trên nhóm người Khư Nghiệt, thấy Diệp Quân nhìn mình, Khư Nghiệt cau mày lại, tên đó nhìn mình làm gì. Mà lúc Khư Nghiệt đang nghi hoặc thì trong đầu bỗng vang lên tiếng của Diệp Quân, con rùa kia, cha ta đến rồi đây này. Ông có bản lĩnh thì đến đánh cha ta đi. Mẹ nó. Khư Nghiệt nghe vậy thì bỗng nổi trận lôi đình, ông ta căm tức nhìn người đàn ông áo trắng, ngươi là cha của tên này đúng không? Nào, để ta lĩnh giáo xem thử cha của hắn tài cán thế nào. Dứt lời, ông ta đột nhiên bay lên trời, tay phải duỗi về phía người đàn ông áo trắng, sau đó đột nhiên nắm chặt lại, đột nhiên mảnh thời không ở chỗ người đàn ông áo trắng co rút lại một cách nhanh chóng. Từng luồng khí thế mạnh mẽ ồ ạt ập tới như muốn nghiền nát người đàn ông nọ. Người đàn ông áo trắng vẫn chưa ra tay mà chỉ đứng yên ở đó, chẳng mấy chốc, dưới sự chứng kiến của mọi người, thời không nơi ông ấy đang đứt đã bị phá nát hoàn toàn, thế nhưng ông ấy lại chẳng hề hấn gì. Thấy thế, Khư Nghiệt bỗng chốc sững sốt, sao có thể? Mà lúc này đây, những cường giả cựu thổ có mặt ở đây đều thấy chấn động. Nhưng tất nhiên đây cũng là trong dự liệu của họ. Con trai yêu nghiệt như thế, sao cha hắn có thể là một tên vô dụng được? Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng và cô gái váy trắng, lúc này cô ta bỗng thấy bất an hơn bao giờ hết. Từ lúc hai người này xuất hiện, cô ta vẫn luôn quan sát họ và phát hiện ra một điều, đó chính là dù cả hai đang bị nhiều cường giả vây quanh như vậy nhưng lại chẳng tỏ vẻ gì, dù chỉ là một chút căng thẳng hay lo lắng cũng đều không có. Tự tin như thế. Hơn nữa cô ta không thể cảm nhận được hơi thở của hai người, dù bọn họ đang đứng đó, nhưng lại như không hề tồn tại vậy. Không đúng. Toại Cổ Kim đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, có lẽ cô ta đã đánh giá thấp thực lực của những người đứng sau Diệp Quân này rồi. Khư Nghiệt liếc mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo trắng, ông ấy không ra tay mà chỉ lui sang một bên, nhưng nghĩ đến điều gì đó mà quay sang lạnh lùng liếc Diệp Quân, mẹ kiếp, tên nhóc này suýt nữa hại chết mình rồi. Lúc này, Thương Hồng Y dẫn đầu đột nhiên cười nói, đúng là có chút thú vị. Người đàn ông áo trắng liếc mắt nhìn Diệp Quân xào, quyệt, đúng là càng nhìn càng thấy vừa ý, ông ấy bật cười, không làm khó dễ đứa con trai này nữa, ông ấy chậm rãi xoay người nhìn Thương Hồng Y ở phía xa, các ngươi nhiều người như vậy mà lại bắt nạt con trai của ta, thật sự có hơi quá đáng. Khóe miệng Thương Hồng Y hơi cong lên, rồi sao nữa? Người đàn ông áo trắng đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên. Kiếm Thanh Huyên bỗng bay ra, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng, chỉ một khắc sau. Xoẹt! Tình cảnh quái quỷ đột nhiên xảy ra, chỉ thấy các cường giả bộ cơ giáp Vĩnh Sinh, thần vệ Toại Minh cùng với cựu thần vệ bỗng đồng loạt bị hất văng lên cao, máu tươi lập tức bắn tung tóe.
tất cả đều bị một chiêu kiếm giết chết trong nháy mắt. Diệp Quân đột nhiên chỉ vào Nhiễm Nguyệt, Hòe Di và Hình Chu ở phía xa cha, ba người này là cảnh giới bất hủ đế chủ, ban nãy bọn họ đánh còn dữ dội nhất. Người đàn ông áo trắng nhìn về phía ba người, bọn họ như thể gặp phải đại địch, đang định ra tay thì chợt, một thanh kiếm không biết từ lúc nào đã xuyên qua giữa trán bọn họ. Một chiêu kiếm giết ba bất hủ đế chủ trong nháy mắt. Nụ cười trên mặt Thương Hồng Y lập tức cứng lại, nhưng thoáng chốc, cô ta đã bật cười, thú vị, như vậy mới thú vị. Nói rồi, cô ta đột nhiên bước lên trước một bước, trong phút chốc, toàn bộ tinh hà sôi sục lên, nghìn tỷ tinh quang ở nơi sâu xa trong vũ trụ bỗng kéo đến như thủy triều. Vô tận vũ trụ bị tinh quang phủ kín, vô số sức mạnh đại đạo, sức mạnh pháp tắc từ vô số vũ trụ dung lên, dồn dập ụ về trong tinh quang kia để mặc cô ta sử dụng. Lúc này đây, cô ta đã vượt khỏi đại đạo. Cùng lên đi. Diệp Quân nhìn chằm chằm Thương Hồng Y, vẻ mặt nghiêm túc, lúc này đây xung quanh tinh hà đã bị vô số tinh quang phủ kín, không chỉ thế mà hắn còn cảm nhận được bên trong những tinh quang này có sức mạnh đại đạo vô cùng vô cực, với thực lực này đã vượt xa cảnh giới bất hủ đế chủ. Cô gái trước mắt này rốt cuộc là ai? Nhớ đến việc các cường giả cựu thổ cung kính với cô A như vậy, trong đầu hắn không khỏi dâng lên một suy nghĩ, lẽ nào đối phương là chủ chung của cựu thổ? Diệp Quân không suy nghĩ về việc này nữa, hắn yên lặng đứng lui sang một bên, lúc này trời có sập xuống cùng có cha hắn chống cho. Mà sau khi nghe Thương Hồng Y nói như thế, người đàn ông áo trắng chỉ nở nụ cười, không đến nỗi, không đến nỗi. Thương Hồng Y nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng, mỉm cười nói, không sao, ta có thể giết từng người trước. Vừa dứt lời, tay phải cô ta chợt xòe ra, trong phút chốc, nghìn tỷ tỉnh quang đột nhiên ồ ạt tràn vào trong lòng bàn tay cô ta. Cả vũ trụ trong tay. Cách đó không xa, Diệp Quân thấy thế thì sắc mặt lập tức tối lại, thực lực của người phụ nữ này căn bản không phải là thứ hắn bây giờ có thể đối phó được. Cường giả cấp bậc cỡ này dẫn theo ba nền văn minh đến để giết hắn, mẹ nó xem trọng hắn thật chứ. Thương Hồng Y nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo trắng, tay phải chậm rãi đè xuống, trong phút chốc, vô số sức mạnh pháp tắc đại đạo nương theo nghìn tỷ tinh hà ập xuống đầu người đàn ông áo trắng, như muốn ông ấy phải hồn phi phách lạc ngay tại chỗ. Thực lực như vậy đã vượt ra khỏi nhận thức của rất nhiều người ở đây. Bao gồm cả Toại Cổ Kim, cô ta nhìn chằm chằm Thương Hồng Y, trong mắt ngập tràn vẻ nghi hoặc. Cảm nhận được khí thể khủng bố ngập trời đang ập đến, Diệp Quân cả kinh trong lòng, tất nhiên nhiều hơn vẫn là cảnh giác, sau khi thực lực của hắn hồi phục, có thể nói cho dù ở cựu thổ cũng không có bao nhiêu người có thể đánh thăng được hắn, cho dù là cường giả ở cảnh giới bất hủ đế chủ, nếu đánh một chọi một thì hắn cũng không hề yếu thế. Mà lúc này, thực lực của người phụ nữ váy đỏ nọ rõ ràng đã vượt xa khả năng của hắn. Hắn không thể dễ dàng tự mãn như vậy được. Diệp Quân thôi không nghĩ nhiều nữa, hắn quay đầu nhìn về phía cha, chỉ một chốc sau hắn đã sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện cha không hề né tránh, mà mặc kệ cho sức mạnh đại đạo cũng nghìn tỷ tỉnh quang kia chút xuống đầu mình. Ngàn tỷ tỉnh quang nương theo sức mạnh pháp tắc đại đạo lao xuống nhấn chìm người đàn ông áo trắng, nhưng ông ấy lại chẳng hề hấn gì. Thấy thế, nụ cười tự tin trên mặt cô gái váy đỏ dần phai đi. Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo trắng, chẳng biết từ khi nào, hai tay cô ta đã siết chặt lại, sắc mặt trở nên hơi trắng. Người đàn ông áo trắng liếc nhìn những sức mạnh đại đạo cùng tinh quang đang tán loạn quanh thân mình, rồi lại nhìn cô gái váy đỏ, cười nói, ngại quá, ta không ở trong đạo, nên bất kỳ đại đạo hay pháp tắc của vũ trụ nào cũng không thể xâm hại được cơ thể ta. Thương Hồng Y gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng, ngươi. Xoẹt. Còn chưa dứt lời, một thanh kiếm đã đâm xuyên qua trán, ghim chặt cô ta tại chỗ. Thương Hồng Y trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khó lòng tin được, sao có thể. Người đàn ông áo trắng cười nói, chưa kịp phản ứng hả? Không sao, lại lần nữa nhé. Mà khoảnh khắc vừa dứt lời, thân thể Thương Hồng Y đột nhiên rung lên kịch liệt, chỉ phút chốc sau. Nghìn tỷ tinh quang cùng vô số sức mạnh đại đạo và pháp tắc ồ ạt đổ đến phía này. Xoẹt. Lúc này, một thanh kiếm bay đến, trực tiếp đâm vào giữa trán cô ta, những tinh quang cùng sức mạnh vừa tụ đến kia cũng nhanh chóng tản đi không còn sót lại thứ gì. Thương Hồng Y ngẩn ngơ tại chỗ. Mà lúc này sắc mặt của Toại Cổ Kim đã trăng bệch như tờ giấy, trong lòng đã cả kinh đến tột cùng. Người đàn ông áo trắng nhìn Thương Hồng Y. Ánh mắt rất bình tĩnh, cần ta cho thêm cơ hội làm lại không?
Thương Hồng Y nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo trắng, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Người đàn ông áo trắng đột nhiên xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên bay trở lại tay ông ấy. Ông ấy nhìn Thương Hồng Y, ta biết cô còn chiêu khác, nào, ta lại cho thêm một cơ hội nhé. Sắc mặt Thương Hồng Y đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, người đàn ông áo trắng trước mắt đang sỉ nhục cô ta. Người đàn ông áo trắng chỉ nhìn Thương Hồng Y, tay phải đột nhiên khế phẩy xuống. Dầm! Hai chân Thương Hồng Y lập tức khuỵu lại, lập tức quỳ xuống. Cô ta đã từng chịu sự sỉ nhục nào lớn đến vậy đâu. Cô ta siết chặt hai tay lại, đang định điều động tất cả sức mạnh của mình, vậy mà giờ khắc này cô ta lại kinh hãi phát hiện ra bản thân đang bị một luồng sức mạnh thần bí trấn áp, đứng trước sức mạnh này, cô ta chỉ tựa run rế. Căn bản không thể nào phản kháng lại được. Vào giờ phút này, cô ta mới cảm nhận được người đàn ông áo trắng trước mắt khủng bố đến mức nào. Người đàn ông áo trắng nhìn chằm chằm cô ta, không phải cô thích sỉ nhục người khác lắm sao? Nói rồi, ông ấy quay lại nhìn Diệp Quân, bây giờ con có thể sỉ nhục lại cô ta. Diệp Quân do dự một lúc rồi nói, cha, vậy không hay lắm đâu. Con không thích cưỡng ép. Tiểu tháp người đàn ông áo trắng cũng ngạc nhiên, cái quỷ gì vậy? Nhưng chỉ một chốc đã hiểu được. Bép, mông Diệp Quân lập tức bị một thanh kiếm đập mạnh vào. Áo áo. Diệp Quân nhảy càng lên, hai mắt trợn trào, tay ôm chặt lấy mông mình nhảy lò cò. Người đánh hắn không phải là cha mà là cô gái váy trắng. Cái đánh này trông như không dùng chút sức nào, nhưng không biết tại sao Diệp Quân lại cảm nhận được cơn đau thấu tim gan, linh hồn cũng thấy run rẩy. Tiểu tháp cười hì hì, cho ngươi chừa nè. Người đàn ông áo trắng bật cười, sau đó nhìn Thương Hồng Y đang quỳ ở phía xa, lúc này đây Thương Hồng Y đang cúi gằm đầu. Hai tay siết chặt, sắc mặt khó coi vô cùng. Tất cả sự kiêu ngạo của cô ta đã bị đánh nát tại đây. Người đàn ông áo trắng bỗng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, hắn liếc một vòng cựu thổ rồi cười, sau đó quay đầu nhìn toại cổ kim ở cách đó không xa, cựu thổ còn vài cái đại sát khí đang chờ phát động tấn công đúng không, cô muốn hiệu triệu nó à? Toại cổ kim nhìn chăm chăm người đàn ông áo trắng, cựu thổ ta không phải đối thủ của các hạ. Đến giờ phút này, cô ta mới hiểu được, cô ta đã tính được tất cả, cũng không hề khinh địch, nhưng cô ta lại không tính ra được thực lực của người đứng sau Diệp Quân. Mà đứng trước thực lực tuyệt đối, mưu tính gì cũng chỉ là phù du thôi. Ván cờ này ngay từ lúc bắt đầu cô ta đã thua rồi. Chỉ có duy nhất để thay đổi cục diện, đó là giao thiệp với Diệp Quân, liên thủ với hắn. Nhưng lúc này mà phải cúi mình thỏa hiệp thì sao cô ta có thể cam tâm cho được? Không chỉ cô ta mà toàn bộ nền văn minh Toại Minh cùng toàn bộ cựu thổ đều không cam lòng. Bởi vì cho tới bây giờ văn minh cựu thổ luôn là người đứng đầu. Người đàn ông áo trắng mỉm cười, quay sang nhìn Diệp Quân vẫn đang ôm mông, nào, cha còn chúng ta nói chuyện chút nhé. Diệp Quân lập tức đề phòng. Người đàn ông áo trắng mỉm cười nói, sao con lại đánh nhau với văn minh cựu thổ. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Thương Hồng Y, do cô ta. Người đàn ông áo trắng gật đầu, sau này con đã làm rất tốt, biết được yếu thế, biết cách âm thầm phát triển, nhưng con có từng nghĩ đến một vấn đề chưa, rằng thế giới này không phải chỉ có mỗi con là người thông minh. Diệp Quân im lặng, lần này hắn đúng là đã đánh giá quá thấp văn minh cựu thổ, nếu không có cha, e là lần này hắn chỉ có đường chết. Người đàn ông áo trắng mỉm cười nói, biết vấn đề ở chỗ nào không? Diệp Quân gật gật đầu, biết ạ. Người đàn ông nói thử ta nghe. Diệp Quân trầm giọng đáp, lúc con biết cô gái váy đỏ kia đến từ cựu thổ thì phải nên che giấu tiểu tháp và kiếm của mình, cũng nên che giấu luôn trật tự đạo của bản thân. Lúc đó con không đủ cẩn thận, lại tự tin quá mức, sớm bại lộ dã tâm cùng thần vật trên người mình. Nhưng con lại không có thực lực tương xứng. Người đàn ông áo trắng khẽ gật đầu, còn gì nữa không? Diệp Quân nói, đây là lần đầu con khinh địch, không đủ cẩn thận. Mà con còn phạm sai tiếp thêm lần nữa, lần thứ hai là lúc cô gái này rời đi, con đã ngây thơ nghĩ rằng cô ta chỉ là tự đại, không có đầu óc, vậy nên không để trong lòng. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài, nếu ban đầu con cẩn thận một chút thôi thì đã không bị bọn họ nhắm vào như thế này. Người đàn ông áo trắng mỉm cười nói, cha không có ý gì, chỉ muốn nói cho con biết con đã chọn đi con đường này thì không dễ đâu, bởi vậy mỗi bước đi của con đều phải thật cẩn thận. Nói rồi. Ông ấy ngẩng đầu nhìn vào sâu trong vũ trụ, khẽ nói, những năm gần đây ta với cô của con đi dạo. Rất nhiều nơi,
gặp được rất nhiều nền văn minh vũ trụ, có vài vũ trụ bị tiêu diệt vì những nhân tố bất khả kháng, mà cũng có vài vũ trụ bị diệt là bởi vì họ kiêu ngạo, cho rằng mình là vô địch, thế là bắt đầu tìm đường chết. Diệp Quân vội hỏi, cha, cha dẫn con đi xem được không? Con cũng muốn nhìn ngắm thế giới này. Người đàn ông áo trắng gật đầu, được chứ? Diệp Quân lập tức vui vẻ, người đàn ông áo trắng lại nói, đợi lúc nào con có thể đỡ được một chiêu kiếm của cha thì cha dẫn con đi. Diệp Quân tròn mắt nhìn ông ấy, con tìm người đánh thay được không? Người đàn ông bình tĩnh trả lời, được, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Người đàn ông áo trắng đi tới cạnh Diệp Quân, ông ấy xoay nhẹ đầu Diệp Quân rồi cười nói, thật ra bây giờ con đã rất ưu tú rồi, còn giỏi hơn cha năm đó nữa. Diệp Quân nở nụ cười, rất vui vẻ. Những năm gần đây hắn cố gắng như vậy ngoại trừ vì lý tưởng của bản thân ra, chẳng phải là vì muốn chứng minh bản thân với các đời ông cha sao. Hắn muốn được bọn họ công nhận. Người đàn ông áo trắng lại nói, cha nói với con những điều này không phải vì con chưa làm đủ tốt, mà bởi vì con đã làm rất tốt, cũng vì đã làm tốt rồi nên cha mới có thể nghiêm khắc với con. Vốn dĩ con đã thể hiện được tất cả khả năng của mình rồi, nhưng cha hy vọng con có thể làm tốt hơn nữa. Thậm chí là hy vọng sau này con vượt qua cả cha, vượt qua cô con. Diệp Quân đột nhiên kéo lấy cánh tay người đàn ông, hỏi nhỏ cha, thực lực bây giờ của cô mạnh thế nào? Người đàn ông áo trắng cười ha ha, gõ đầu Diệp Quân một cái, con muốn biết thực lực của cha mạnh như thế nào chứ gì? Bị nhìn thấu suy nghĩ, mặt của Diệp Quân đỏ lựng, đúng là hắn muốn biết thật, nếu cha biết giới hạn của cô váy trắng ở đâu thì có nghĩa là cha cùng cấp bậc với cô, nếu như không biết thì nghĩa là vẫn có sự chênh lệch. Không ngờ lại bị nhìn thấu. Không hổ là cha của mình, cũng thông minh y như mình. Người đàn ông áo trắng lắc đầu cười, tiểu tử xảo quyệt. Nói rồi, ông ấy quay đầu nhìn cô gái váy đỏ ở cách đó không xa, người này, con muốn giết hay giữ lại? Diệp Quân không nói gì. Cha không thẳng tay giết cô ta là vì không muốn giết mà. Diệp Quân rất trái lương tâm nói, vậy thôi khỏi giết đi. Sau này con sẽ tự đối phó. Người đàn ông áo trắng gật đầu. Không hổ là con trai của ta, nghĩ giống cha đấy. Nói rồi, ông ấy đột nhiên xòe tay, kiếm thanh huyên bay trở về trong tay ông ấy. Cô gái váy đỏ trở lại bình thường, mà lúc này cô ta đột nhiên biến mất tại chỗ, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bùng phát, tốc độ cực nhanh. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Thương Hồng Y ra tay với cô gái váy trắng, sắc mặt Toại Cổ Kim thoáng chốc trở nên tái nhợt. Xong đời rồi. Đây là suy nghĩ của cô ta vào lúc này. Đương nhiên cô ta biết ý đồ của Thương Hồng Y, nhưng vấn đề là người phụ nữ kia có phải người bình thường không? Rõ ràng là không. Vừa nhìn đã biết là cao thủ. Bắt bà ấy. Còn không bằng đi bắt Diệp Quân ở bên cạnh dễ hơn. Toại Cổ Kim chậm rãi nhắm mắt lại, cô ta biết lúc này Thương Hồng Y đã bị nỗi nhục nhã và tức giận làm đầu óc lú lẫn rồi. Đương nhiên cô ta cũng có thể hiểu, cô gái này kiêu căng cả đời, không chịu thua kém người khác. Hôm nay bị sỉ nhục như thế, sao cô ta có thể bỏ qua được? Chỉ trong nháy mắt, Thương Hồng Y đã đi tới trước mặt người phụ nữ váy trắng, nhưng ngay sau đó. Ầm, hai chân Thương Hồng Y bỗng mềm nhũn, vô thức quỳ xuống trước mặt người phụ nữ. Đầu gối rách ra, máu tươi bắn tung tóe. Cô ta hoảng hốt, cô ta chỉ biết mình tiến đến như thế nào chứ không biết sao mình lại quỳ xuống. Người phụ nữ váy trắng nhìn Thương Hồng Y đang ngơ ngác, có muốn làm lại lần nữa không? A! À, Thương Hồng Y gào thét, hai mắt đỏ như máu, khí thế mạnh mẽ liên tục dâng trào từ trong cơ thể cô ta. Cô ta đã bao giờ phải chịu nổi nhục lớn thế này đâu. Hơn nữa còn bị liên tục hai lần. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Dưới cơn thịnh nộ, khí thế của cô ta trở nên vô cùng cuồng bạo, những uy áp đáng sợ dâng trào từ trong cơ thể. Nhưng dù cô ta có điều động thế nào cũng vô dụng, cảm giác đó cứ như một cây kim rơi vào trong vũ trụ vô biên, mà một cây kim sao có thể rung chuyển cả vũ trụ được chứ? Thậm chí còn không thể khiến mặt nước dao động. Thật ra sâu trong nội tâm cô ta đang dâng lên một suy nghĩ đáng sợ. Sợ hãi. Ở trước mặt người phụ nữ váy trắng này, cô ta lần đầu tiên không nhịn được dâng lên suy nghĩ sợ hãi. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Người phụ nữ váy trắng không quan tâm đến Thương Hồng Y mà nhìn về phía người đàn ông áo trắng bên cạnh, người đàn ông cười khẽ không vội. Người phụ nữ gật đầu, ừm.
Người đàn ông nhìn Diệp Quân trước mặt, cười nói, lúc trước con đánh cược với một cô nương, cha cảm thấy rất hay, bây giờ cha cũng muốn đánh cược với con. Sắc mặt Diệp Quân nhất thời thay đổi, cha, con không muốn mất tu vi nữa, trò này chẳng khác nào búp bê Nga, trong một con có một con không chịu được. Người đàn ông bật cười, con muốn đi đâu? Ý cha là chúng ta đánh cược với nhau, cha giúp con nâng cấp tháp ra. Hú! Tiểu tháp bỗng giống lên như chó sói, cược, cược gì cũng được. Diệp Quân! Người đàn ông áo trắng cười khẽ, ông ấy nhìn Diệp Quân, đợi câu trả lời của hắn. Diệp Quân trầm giọng hỏi, cha, cược thế nào? Người đàn ông nói, sau khi cha giúp tháp ra nâng cấp, nó có thể giúp con che giấu hơi thở, sức mạch huyết mạch và sự tồn tại của nó, nhưng trong vòng 5 năm, cha và cô sẽ mặc kệ con. Nếu cuối cùng con vẫn không vượt qua được. Diệp Quân vội hỏi, thì sẽ thế nào? Người đàn ông khẽ mỉm cười, vậy thì về làm cậu ấm, thừa chế gia sản mẹ và cha làm ra cho con, sống qua ngày một cách thoải mái. Diệp Quân im lặng. Người đàn ông áo trắng mỉm cười đợi câu trả lời của hắn. Diệp Quân hỏi, 5 năm sao? Người đàn ông gật đầu, phải. Diệp Quân nhìn ông ấy, 10 năm, đổi thành 10 năm, trong vòng 10 năm nếu con không vượt qua được, con sẽ ngoan ngoãn làm một cậu ấm, không nhắc tới đạo trật tự nữa. Người đàn ông cười to, có chí khí, nhưng có lẽ con vẫn còn điều kiện gì đúng không? Diệp Quân gật đầu, cha, tháp gia đi theo nhà chúng ta 3 đời. Con hy vọng có thể cải tiến cho nó, để nó có thể diện hơn. Ôi trời! Tiểu tháp nhất thời rất cảm động, tiểu tử. Có lời này của ngươi, lần sau muốn đốt cháy linh hồn, tháp gia sẽ làm trước. Diệp Quân! Người đàn ông cười to, quyết định vậy đi. Diệp Quân gật đầu, quyết định vậy đi. Người đàn ông áo trắng cười khẽ, sau đó mở lòng bàn tay, tiểu tháp bay vào tay ông ấy. Ông ấy quan sát tiểu tháp trong tay, sau đó chạm nhẹ ngón tay trái lên nó. Tiểu tháp nhất thời rung động kịch liệt, toàn bộ tháp bắt đầu lột xác từng chút một, quanh thân tháp xuất hiện một vài hoa văn mảnh. Thấy cảnh này, Diệp Quân bật cười. Cuối cùng tháp ra cũng có thể nở mày nở mặt rồi. Một lát sau, tiểu tháp trong tay người đàn ông bay đến trước mặt Diệp Quân, bắt đầu từ bây giờ, tháp này có thể che giấu tất cả khí thế và thần vật của con, người ngoài cũng không thể nhìn thấu được con. Diệp Quân chớp mắt, thật sao? Người đàn ông mỉm cười nói, ít nhất có thể đánh giá là vũ trụ trước mắt không ai làm được. Diệp Quân vội hỏi, ngoài phạm vi có thể đánh giá thì sao? Người đàn ông áo trắng cười khẽ, đối với con hiện tại, cái đó còn quá xe. Diệp Quân im lặng suy xét những lời này. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn thoáng qua Thương Hồng Y và Toại Cổ Kim, cất giọng sâu xa, có một vài chuyện thật sự chỉ có thể để con tự mình giải quyết. Nói xong. Ông ấy vỗ vai Diệp Quân còn đang trầm tư, lại nói, trước đây con nói không nên có ý hại người, nhưng phải có ý phòng người, câu này rất hay, nhưng rất nhiều lúc không cần suy nghĩ quá nhiều, bẫy hay không bẫy gì đó cũng không quan trọng, quan trọng ở chỗ làm việc không thẹn với lòng, dù cuối cùng thất bại cũng không sao, cha chống lưng cho con. Dứt lời, ông ấy và người phụ nữ váy trắng đã biến mất. Diệp Quân nhìn xuống Thương Hồng Y, nếu ta tha mạng cho cô. Cô có tiếp tục gây chuyện với ta nữa không? Thương Hồng Y cả đời bướng bỉnh, sao có thể nhượng bộ được? Cô ta không chút do dự nói, có. Diệp Quân bỗng đâm một kiếm vào giữa chân mày cô ta. Oanh kiếm thanh huyên điên cuồng cắn nuốt linh hồn. Thương Hồng Y trợn tròn mắt muốn phản kháng, nhưng hoàn toàn không thể phản kháng được, vì sức mạnh của người phụ nữ váy trắng vẫn chưa rút đi, vì thế cô ta chỉ có thể cảm nhận kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân điên cuồng nuốt chửng linh hồn của cô ta. Toại Cổ Kim ở cách đó không xa vội nói, khi nấy ngươi đã nói với cha ngươi là không giết cô ta, để mạng cho cô ta à? Diệp Quân quay đầu nhìn thoáng qua Toại Cổ Kim, ta đùa với cha ta thôi. Tiểu tháp, Toại Cổ Kim ngây người, rõ ràng không ngờ Diệp Quân sẽ nói câu này, cô ta vội nhìn về phía Thương Hồng Y, mau nhượng bộ đi. Bây giờ nhượng bộ vẫn còn chút cơ hội sống. Thương Hồng Y nhìn chằm chằm Diệp Quân, không hề có ý nhượng bộ. Thấy cảnh này, Toại Cổ Kim nhất thời nhíu mày, mà khi cô ta muốn nói tiếp, dường như nghĩ đến điều gì, cô ta nhất thời kinh ngãi, ngươi. Đúng là thủ đoạn. Mà lúc này, Diệp Quân cũng nhận ra có gì đó không đúng, hắn nhìn chằm chằm Thương Hồng Y, mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên rung mạnh, trong nháy mắt, thần hồn của Thương Hồng Y đã bị hấp thu sạch sẽ, nhưng hắn chợt cau mày. Không đúng. Linh hồn này không nguyên vẹn.
Diệp Quân xa sầm mặt, cha, cha lại gài bẫy con. Mẹ kiếp, người này hoàn toàn không phải bản thể, rõ ràng cha biết nhưng cha lại không nói với hắn. Nếu cha nói, chắc chắn hắn sẽ không dám làm như thế, khi nấy cha cược với hắn là phải sống 10 năm, mà người phụ nữ này đáng sợ như thế, nếu có thể giết chết bản thể đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu không thể giết được bản thể thì chẳng phải là phiền phức lớn à. Diệp Quân chỉ muốn tát mình một bạt tai. Mẹ kiếp, hắn lại chơi ngu rồi. Hơn nữa người phụ nữ kia còn biết hắn đã cược với cha. Chết tiệt. Diệp Quân bắt đầu thấy sầu lo. Tiểu Tháp chợt cất lời, ta đã nói với ngươi là đừng đọ chiêu với cha ngươi rồi, ngươi cứ không nghe, cha ngươi sống nhiều năm như thế cũng chỉ thua mỗi ông nội ngươi thôi, đương nhiên chủ yếu là do không thắng được. Diệp Quân. Tiểu Tháp nói, không ngờ người phụ nữ kia vẫn còn có chiêu này. Diệp Quân lắc đầu, không phải cô ta có chiêu, mà là rất nhiều chiêu. Tiểu Tháp nghi ngờ hỏi, nói vậy là có ý gì? Trong mắt Diệp Quân lóe lên ánh sáng phức tạp, khi nãy cô ta bỗng dưng ra tay với cô không phải là cô ta ngu, mà là cô ta đang thử thăm dò, cô ta muốn dò xét thực lực của cô. Rõ ràng là người phụ nữ này vẫn muốn gây chuyện, mẹ kiếp, ta đúng là ngu xuẩn. Không thể không nói người phụ nữ đó diễn giỏi thật. Diệp Quân quay đầu nhìn toại cổ kim ở cách đó không xa, chỉ số thông minh của người phụ nữ kia không thua kém gì người phụ nữ này, chỉ có điều người phụ nữ kia diễn quá giỏi, khiến người ta cảm thấy cô ta ngu xuẩn, hơn nữa trực giác còn cho hắn biết là e rằng chuyện này không đơn giản như thế. Mục đích thật sự của người phụ nữ kia chỉ như thế thôi sao? Hơn nữa, cô ta bỗng đến cựu thổ mang thuyền Bỉ Ngạn và đệ nhất tĩnh chiêu đi. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Hắn mơ hồ cảm nhận được e rằng sau chuyện này vẫn còn có một cái bẫy. Đặc biệt là tên khốn chủ nhân bút đại đạo. Tiểu Tháp chợt nói, loài người các ngươi đúng là phức tạp, làm gì cũng mưu mô, không thú vị chút nào, không giống ta và Tiểu Hồn, chúng ta vẫn ngây thơ hơn. Tiểu Hồn nói, Tháp gia, xin đừng dùng chúng ta. Tiểu Tháp, Diệp Quân nhìn về phía toại cổ kim một lần nữa, lúc này cô ta cũng đang nhìn hắn. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, toại cô nương, a nghĩ chắc cô có rất nhiều nghi vấn, vừa khéo ta cũng thế, chúng ta tán gẫu một lát đi. Hắn biết rõ tình huống của hắn bây giờ còn tệ hơn cả trước đây, nếu bây giờ không tìm đồng minh thì chưa đến 3 ngày, hắn sẽ bị đánh thành một con chó. Hơn nữa hắn còn có cảm giác bây giờ mình đang ở trong một cái bẫy, nhưng hắn là người trong bẫy, khó nhìn rõ nhiều chuyện, hắn cần tìm một người suy tính giúp mình. Rõ ràng là người phụ nữ trước mắt rất phù hợp, toại cổ kim không nói gì. Diệp Quân cũng im lặng đứng đợi, hắn biết người phụ nữ này đang suy tính điều gì, nhưng cũng bình thường thôi, vì trước mắt người phụ nữ này có ưu thế hơn hắn, dù sao trong vòng 10 năm tới, hẳn phải dựa vào bản thân mình rồi. Toại cổ kim chợt nói, Diệp công tử, ngươi đang ở trong một cái bẫy, có lẽ ngươi cũng cảm nhận được đúng không? Tất nhiên cô ta vẫn lựa chọn kết minh cùng Diệp Quân. Cô A không có lý do gì để từ chối cả, cho dù biết tương lai nền văn minh toại minh có thể sẽ bị Diệp Quân sáp nhập. Bị sáp nhập dù sao vẫn hơn là diệt vong, hơn nữa chuyện này với nền văn minh toại minh mà nói cũng coi như là cơ hội nghìn năm có một. Nhìn cục diện bây giờ, nền văn minh toại minh đã biến thành một quân cờ, nhưng chỉ cần theo đúng người đánh cờ thì quân cờ cũng có cơ hội để vươn mình. Đúng, đây chính là cơ hội của nền văn minh toại minh. Mà bây giờ cô ta muốn chứng minh giá trị nền văn minh toại minh để tránh nguy cơ bị vứt bỏ. Cô ta quyết định hợp tác gần như không hề do dự. Nghe toại cổ kim nói thế, Diệp Quân khẽ nói, lời của cô nương quả thật đã đánh thức được người trong mộng. Vừa nãy sau khi Thương Hồng Y biến mất hắn mới ý thức được, có lẽ hắn đang ở trong một thế cờ, nhưng hắn không hề nghĩ gì về cha và cô. Nhưng lúc này toại cổ kim đã thức tỉnh được hắn. Tại sao người đánh cờ không thể là cha và cô? Nhất là khi nãy cha còn chơi chiêu đó, ông ấy đã nói rõ là muốn cuộc sống của mình sau này khó khăn thêm nữa, tất nhiên đây là vấn đề của hắn, bởi vì cha đã cho hắn lựa chọn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ. Thật ra trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất ấm áp, cha không đẩy hắn vào chỗ chết mà chỉ là cho hắn thêm cơ hội, do hắn tài nghệ không bằng người nên dù có thua cũng là thua tâm phục khẩu phục. Tất nhiên trong lòng hắn cũng âm thầm suy đoán, có thể do năm đó ông nội nuôi thả cha quá ác nên sau này khi cha làm cha rồi mới hiểu được làm con cũng không dễ, vậy nên làm chuyện gì ông ấy cũng trở lại một con đường khác, không đến mức quá ác liệt.
Toại Cổ Kim đột nhiên nói, Diệp công tử, bây giờ ngươi có hai vấn đề cần đối mặt, cả hai đều là việc cấp bách. Nói đến đây, cô ta không tiếp lời nữa. Diệp Quân nhìn về phía Toại Cổ Kim, tất nhiên hắn hiểu được ý của đối phương nên nói ngay, Toại cô nương, bây giờ ta không thể cam đoan được điều gì với cô cả. Cho dù ta có cam đoan thì có lẽ cô cũng không tin, nền văn minh Toại Minh không muốn thần phục ta, ta có thể hiểu được. Dù sao hiện tại nền văn minh Toại Minh mạnh mẽ và giàu có hơn văn minh Quan Huyên của ta quá nhiều, trên đời không có chuyện để một nền văn minh cấp cao thần phục văn minh cấp thấp. Toại Cổ Kim nhìn chăm chằm Diệp Quân, đằng sau còn, thế nhưng, nữa đúng không? Diệp Quân cười nói, thật không dám giấu giếm, mục tiêu của ta là muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ, thành lập một trật tự hoàn toàn mới, nhưng Toại cô nương yên tâm, chỉ cần thực lực A chưa vượt qua được nền văn minh Toại Minh thì ta sẽ không làm chuyện đó. Nếu sau này khi ta mạnh hơn, thực lực vượt qua các cô thì khi đó chúng ta lại bàn bạc tiếp, còn kết quả như thế nào thì đến lúc đó các cô tự quyết định, được không? Tiểu Tháp đột nhiên hưng phấn nói, nhóc con, ta hiểu ý ngươi, ngươi đang có tìm điểm chung, gác qua sự bất đồng, mâu thuẫn giữa song phương tạm thời không cần phải nhắc đến nữa. Trước tiên cứ hợp tác cùng hưởng lợi trước, vấn đề mâu thuẫn thì sau này giải quyết, có đúng không? Diệp Quân, Toại Cổ Kim im lặng như đang cân nhắc. Qua một lúc lâu, cô ta khẽ gật đầu, được. Một người tài như vậy nếu có thể đến giúp đỡ vũ trụ Quan Huyên thì sẽ giúp hắn yên tâm hơn rất nhiều, bây giờ hắn quá khiếm khuyết người tài giỏi như vậy. Diệp Quân cười đáp, được thôi. Thấy Diệp công tử đồng ý, Toại Cổ Kim gật gật đầu, Diệp công tử, ngươi là đạo trật tự, lại muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ, vậy mục tiêu cuối cùng của ngươi chắc hẳn là nền văn minh tổ, trở thành chủ chung của vũ trụ. Mà muốn trở thành chủ chung của vũ trụ thì nhất định phải nổ ra một cuộc chiến tranh giành đại đạo, nhưng thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi bây giờ vẫn chưa đủ để tiến hành tranh giành đại đạo. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, còn vấn đề thứ hai cũng là về chủ đề ta vừa nói, nếu ngươi thật sự đặt bản thân trong một ván cờ, mà cha và cô ngươi là người chơi cờ, vậy người đang đấu trí với bọn họ là ai? Thực lực đối phương ra làm sao? Ngươi có biết không? Diệp Quân trầm giọng nói, ta có một suy đoán, nhưng không biết có phải là ông ấy không. Toại Cổ Kim nói, mặc kệ ngươi có đoán đúng hay không, nhưng chắc chắn có thể xác định là người này là một người vô cùng khủng bố, hơn nữa. Nói đến đây, cô ta không nói tiếp nữa. Diệp Quân nói, hơn nữa cô gái váy đỏ kia vô cùng có khả năng đứng ở phía đối diện đúng không? Toại Cổ Kim gật đầu, ù. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim. Có chút ngạc nhiên, rốt cuộc ở cựu thổ cô ta có thân phận gì? Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, Diệp công tử cần gì đã biết mà phải hỏi lại. Sắc mặt Diệp Quân hơi trầm xuống, quả thật là chủ chung cựu thổ của các cô. Chủ chung cựu thổ, có thể vừa xuất hiện đã khiến ba nền văn minh lớn đầu phải cúi người hành lễ, không thể nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là vị chủ chung của cựu thổ kia thôi. Lúc trước hắn đã nghe ghế Thánh Vương nói về chủ chung của cựu thổ. Thế nhưng lúc đó hắn không để tâm lắm, vì sao? Vì ghế Thánh Vương nói vị chủ chung của cựu thổ đó chỉ là linh vật được ba nền văn minh đẩy ra làm thôi, nhưng bây giờ xem ra người phụ nữ kia không phải chỉ là bù nhìn. Diệp Quân nhìn về phía Toại Cổ Kim, cười nói có vẻ Toại cô nương cũng thấy bất ngờ. Toại Cổ Kim gật đầu, đúng là có chút. Toại Cổ Kim nói, đúng là cô ta bị chúng ta đẩy ra làm, mục đích là để cân bằng, cũng không có thực quyền chân chính. Nhưng bây giờ xem ra cô ta đã thoát khỏi sự kiểm soát của chúng ta. Nói đến đây, đáy mắt cô ta ánh lên một tia phức tạp. Diệp Quân vội hỏi, chỉnh lại cô ta. Toại Cổ Kim nhìn về phía Diệp Quân, đầu tiên là phải bãi nhiệm cô ta, nhưng ngươi có biết muốn bãi nhiệm cô ta có bao nhiêu khó khăn không? Diệp Quân cau mày. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, phải ba nền văn minh cùng bỏ phiếu đồng ý mới có thể bãi nhiệm được cô ta, nhưng vấn đề là cô ta không phạm sai lầm gì cả. Sao có thể bãi nhiệm? Dù sao giết ngươi là việc mà cả ba nền văn minh chúng ta đều đồng quyết định, cô ta chỉ văn theo sự sắp xếp của chúng ta. Còn nữa, cô ta đã bị đánh nát một phân thân vì cựu thổ, thực lực cũng bị trọng thương. Trong tình huống này, đừng nói là hai nền văn minh khác, cho dù là văn minh Toại Minh của chúng ta cũng sẽ không nhằm vào cô ta. Hiện tại ta cũng không thể đề xuất ý kiến này, nếu ta dám đề xuất bãi nhiệm cô ta thì sẽ biến thành kẻ phản bội của nền văn minh Toại Minh. Sắc mặt Diệp Quân trầm lại, chuyện này không đơn giản như hắn nghĩ.
Toại cổ kim nhẹ giọng nói, nếu để cho toàn bộ người cựu thổ thấy được thực lực của phụ thân ngươi thì có lẽ họ sẽ đứng về phía ngươi như ta, nhưng vấn đề là người sống sót còn lại chỉ có ta và cô ta. Nói rồi, cô ta khẽ lắc đầu, khó. Diệp Quân nhìn về phía Toại cổ kim, nhưng cô nương có cách để đối phó mà đúng không? Toại cổ kim nói, vụ oan. Diệp Quân ngẩn người, sau đó nói, đúng là không phải không thể. Toại cổ kim nhìn hắn, chỉ có làm vậy mới có thể đổi bị động thành chủ động. Diệp Quân gật đầu, được. Toại cổ kim nói, làm đi. Diệp Quân nói, Toại cô nương, đắc tội rồi. Nói rồi, hắn cầm kiếm thanh huyên đâm mạnh vào vai trái của Toại cổ kim, máu tươi lập tức nhiễm đỏ quần áo cô ta. Lúc Diệp Quân đang định rút kiếm thì Toại cổ kim lại nói, chưa đủ. Diệp Quân do dự một lúc, sau đó lại hơi dùng sức đâm kiếm tới, thân thể Toại cổ kim lập tức nứt ra. Toại cổ kim xòe tay, một quyền sách rơi trước mặt Diệp Quân, khoảng thời gian này ngươi có thể đến nơi đây, chờ tin tức của ta. Diệp Quân gật đầu, được. Nói rồi, hắn rút kiếm thanh huyên ra, một luồng máu tươi chảy xuống. Toại cổ kim không nói gì, xoay người rời đi. Tiểu tháp hơi nghi hoặc một chút, nhóc con, các ngươi bày kế gì vậy? Diệp Quân khẽ nói, sau khi cô gái áo đỏ kia trở về rồi thông báo Toại cô nương và ta liên thủ thì khi đó Toại cô nương sẽ rơi vào thế rất bị động, vậy nên chúng ta quyết định phản công trước, để Toại cô nương trở về nói cho ba nền văn minh kia rằng Thương Hồng Y cùng phe với ta. Một đạo lý rất đơn giản thôi, chúng ta cứ nói xấu cô ta trước, sau đó để cô ta phải dẫy dụa chứng minh cô ta không liên quan gì đến ta, vậy thì mới có thể đổi bị động thành chủ động. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, tự dưng ta không phân biệt được ai mới là nhân vật phản diện. Diệp Quân. Tiểu hồn cười đùa nói, ta cảm thấy cũng được mà, hai chữ chính tả vốn đã khó phân, theo ta thì chỉ cần không thẹn với lương tâm thì thủ đoạn gì cũng có thể dùng được. Nếu không đợi đến khi đối phương ra tay trước rồi chúng ta rơi xuống thế bị động thì lúc đó mới khó nhằn hoằn. Tiểu tháp nói, tiểu hồn nói có lý, ta chỉ thấy hơi cảm khái thôi. Diệp Quân cười nói, tháp ra cảm khái cái gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, cảm khái đầu ngươi dễ dùng ghê. Diệp Quân. Tiểu tháp nói, ngươi cảm thấy cô nương đó sẽ thật lòng liên minh với ngươi không? Diệp Quân bình tĩnh đáp, không biết. Tiểu tháp nói, vậy ngươi đang phòng bị cô ta. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, người phụ nữ này rất thông minh, đến mức ta thấy cơ hơi sợ, mà đối phó với người như thế thì dùng trí cũng vô dụng, ta muốn nâng thực lực của mình lên. Chỉ khi ta có thực lực vô địch rồi thì cô ta sẽ luôn luôn chọn đứng về phía ta. Đây là sự khác nhau của người thông minh và kẻ ngu dốt sẽ không bao giờ thay đổi lập trường của mình, muốn đánh ai thì phải đến cùng, không bao giờ thay đổi suy nghĩ, nhưng người thông minh thì không. Người thông minh sẽ xem xét thời thế, bọn họ sẽ dựa trên lợi ích để điều chỉnh lập trường của mình. Bên trong thần điện cựu thổ, một nhóm trưởng lão khi nghe Toại cổ kim nói thì đều rơi vào im lặng. Thương Hồng Y chủ chung của cựu thổi cùng phe với Diệp Quân. Việc này nghe thì có chút không bình thường, phải biết người phụ nữ kia vô cùng cao ngạo, sao có thể chung thuyền với Diệp Quân được. Hơn nữa cô ta là chủ chung của cựu thổ, mặc dù không có thực quyền gì nhưng thân phận cao quý cỡ nào. Lại chạy đi liên thủ với Diệp Quân. Vô lý quá. Tất cả mọi người đều cảm thấy không bình thường, bao gồm một vài trưởng lão của nền văn minh Toại Minh. Nhưng đây là lời Toại cổ kim nói ra. Đó là Toại đại nhân cao cao tại thượng, chắc là sẽ không ăn nói lung tung đâu. Lúc này, ông lão mặc trường bào đỏ đột nhiên đặt nghỉ vấn, Toại đại nhân, cô nói Thương chủ chung và Diệp Quân chung thuyền, có chứng cứ gì không? Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Toại cổ kim. Một trưởng lão cũng nói, Toại đại nhân, không phải chúng a không tin cô, mà do đây không phải chuyện nhỏ, nếu như không có chứng cứ thì chúng ta... Toại cổ kim cũng không nói lời nào mà chỉ đưa mắt nhìn ên trưởng lão của nền văn minh vĩnh sinh, trưởng lão kia không chút biến sắc đứng lên, chư vị, tôi cũng hiểu tâm trạng của mọi người, không chỉ mọi người mà chính ta cũng không thấy tin lắm. Nhưng chư vị à, các người hãy cẩn thận ngẫm lại đi, Diệp Quân này vốn chỉ là một kiếm tu đại đế mà thôi, nhưng Thương Hồng Y lại đích thân đứng ra đối phó, mọi người cảm thấy chuyện đó có bình thường không? Phải biết sau khi cô ta trở thành chủ chung thì chưa từng chủ động làm chuyện gì. Nhưng lần này lại tự mình đứng ra. Một đám trưởng lão im lặng, chuyện này quả thật có chút kỳ lạ, bởi vì lần này Thương Hồng Y đột nhiên xuất hiện không hề thông báo trước cho bọn họ. Lúc này, một trưởng lão đột nhiên hỏi ra nghi vấn trong lòng của mọi người, cô ta làm thế có mục đích gì?
Đơn giản thôi mà. Tên trưởng lão của nền văn minh Toại Minh lạnh giọng nói, chư vị nên hiểu rõ tuy cô ta là chủ chung, thế nhưng cô ta có chút quyền lực nào không? Nói dễ nghe một chút thì cô ta là chủ chung, nói không dễ nghe thì cô ta chỉ là một linh vật. Chư vị à, bây giờ người ta tất nhiên không muốn làm linh vật nữa, mà muốn trở thành chủ chung thật sự của cựu thổi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên âm trầm, lý do này cũng khá là có lý, nhưng bọn họ vẫn thấy có gì đó không đúng. Lúc này Toại Cổ Kim mới nói, ta cảm thấy việc này vẫn có chút không bình thường, dù sao cô ta là người cao ngạo như thế, sao lại chọn chúng một tên đại đế? Chẳng lẽ, có người hãm hại cô ta? Hay, một trưởng lão đột nhiên khẽ thở dài, Toại các chủ, Diệp Quân này mặc dù chỉ là đại đế, nhưng từ tư liệu thì rõ ràng hắn không phải là đại đế bình thường, chỉ mới chừng ấy tuổi đã sáng lập ra trật tự, hơn nữa còn là đạo thống trật tự, phía sau người này chắc chắn có người chống lưng cho. Nói đến đây, ông ta đột nhiên đứng bật dậy, cả kinh nói, có khi nào người sau lưng Diệp Quân chính là Thương Hồng Y không? Vừa nói dứt câu, tất cả ở đây đều kinh hãi. Ánh mắt của Toại Cổ Kim bình tĩnh, cô ta nâng chén trà lên hớp một miếng, không nói lời nào. Trưởng lão vừa nói chuyện kia có hơi kích động, hoàn toàn có thể, chắc chắn người này không cam tâm chỉ làm một linh vật nên cô ta đã tự mình bồi dưỡng ra một người có thể thành lập trật tự, mục đích là lật đổ chúng ta, trở thành chủ chung của cựu thổ chân chính. Toại Cổ Kim nhíu mày, có hơi hoài nghi, không? Đến mức đó chứ? Nói rồi, cô ta nhìn trưởng lão vừa nói chuyện, Vu trưởng lão, ông có chứng cứ gì không? Trưởng lão kia vội la lên, Toại các chỉ, việc này còn cần gì chứng cứ? Cô ta có động cơ mà, động cơ chính là chứng cứ đó, lần này chúng ta bị diệt toàn quân cũng chính là do cô ta giở trò quỷ, mục đích là làm tiêu hao thực lực của cựu thổ chúng ta, lần này chúng ta đã tổn thất thật sự nặng nề. Tổn thất nặng nề. Nghe trưởng lão nói thế, mọi người còn lại đều có sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng cũng đang nhỏ máu. Lần này bộ đội tinh nhuệ đặc biệt của cả ba nền văn minh đã bị giết sạch, nền văn minh Vĩnh Sinh và văn minh cựu thổ. Còn tổn thất thêm hai vị cường giả cảnh giới bất hủ đế chủ. Cho dù là bọn họ có đại nghiệp lớn, nhưng tổn thất lần này thật sự có hơi nặng nề. Mà đúng lúc này, đại trưởng lão Khư Nguyên của văn minh cựu thổ đột nhiên nói, Toại các chủ, mạo muội hỏi thêm một câu, tại sao bọn họ không giết cô? Vừa dứt lời, mọi người đều cả kinh, lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Toại Cổ Kim. Đúng vậy, tại sao Toại các chủ vẫn còn sống? Không hề bình thường. Trong lòng mọi người đột nhiên sinh ra nghi vấn, cũng có hoài nghi. Toại Cổ Kim đối diện với ánh mắt của mọi người, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, Diệp Quân kia cũng muốn lôi kéo ta. Khư Nguyên nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim, Toại các chủ có đồng ý không? Toại Cổ Kim gật gật đầu, đồng ý rồi. Toại các chủ, một trưởng lão vội vàng nói, cô đừng nói lời vô nghĩa nữa, Thương Hồng Y kia nâng đỡ hắn thì chúng ta còn tin, nhưng cô... Đùa mãi! Hắn tu đạo trật tự, nền văn minh Toại Minh của cô cũng là một đạo trật tự, hắn chính là tử địch của chúng ta, người của nền văn minh Toại Minh sao có thể thần phục một trật tự yếu kém hơn mình. Hơn nữa, nền văn minh Toại Minh lần này đã tổn thất nhiều cường giả như vậy, sao cô có thể giúp người ngoài đánh người mình? Mọi người nghe xong cũng âm thầm gật đầu. Một trật tự thần phục một trật tự khác, trừ khi trật tự đó mạnh hơn bọn họ rất nhiều lần, hơn nữa vị Toại các chủ không có động cơ và lý do. Thương Hồng Y kia không muốn trở thành con rối, muốn nắm thực quyền thì còn hiểu được, nhưng Toại các chủ đã cầm được thực quyền của nền văn minh Toại Minh, cô ta căn bản không có lý do gì để giúp đỡ Diệp Quân cả. Hơn nữa người nào mà không biết Toại các chủ này trung thành tuyệt đối với nền văn minh Toại Minh? Sao cô ta có thể phản bội lại văn minh của chính mình được? Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, ta nói thật cả, các ngươi đừng không tin. Thấy Toại Cổ Kim vẫn đang nói lời kỳ lạ. Khư Nguyên của văn minh cựu thổ liếc mắt nhìn vết thương trên người của Toại Cổ Kim, ông ta do dự một lúc rồi nói, Toại các chủ, xin lỗi vì lời vừa rồi của ta biết cô chắc chắn không cấu kết với Diệp Quân, chỉ là việc này dù sao cũng không phải chuyện nhỏ, nên ta phải cẩn thận một chút, mong cô hiểu cho. Một trưởng lão khác cũng nói, ai cũng có thể cấu kết cùng Diệp Quân kia, nhưng Toại các chủ chắc chắn là không thể, nào có văn minh cao hơn đi thần phục văn minh cấp thấp. Toại Cổ Kim lạnh nhạt nói, mọi chuyện đều có khả năng. Trưởng lão kia cười nói, Toại các chủ đừng giận, bây giờ việc cấp bách của chúng ta là liên thủ đối phó Diệp Quân và Thương Hồng Y,
ở thời khắc mấu chốt như này mọi người càng phải đồng tâm hiệp lực mới được. Mọi người đều vội vàng gật đầu, ai nấy đều đồng ý. Toại cổ kim nhìn mọi người một lượt, không nói gì thêm. Khưu Nguyên trầm giọng nói, bây giờ việc cấp bách là lập tức khởi động đại trận phòng ngự của cựu thổ để ngừa Thương Hồng Y đột kích, tiếp đó phải lập tức bãi nhiệm cô ta, nên bây giờ ta kiến nghị lập tức tiến hành quá trình kết tội, phải bãi nhiệm cô ta với tốc độ nhanh nhất. Nói rồi, ông ta nhìn về phía mọi người đáp ngay, được, lập tức tiến hành quá trình kết tội, bãi nhiệm cô ta. Mà Toại Cổ Kim lại bỗng lên tiếng, như vậy thì có hơi qua loa. Mọi người nhìn Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim nói, cô ta là do ba nền văn minh chúng ta lúc trước tuyển chọn ra, tuy chúng ta có thể bãi nhiệm cô ta, nhưng vẫn chưa thông báo đến chủ nền văn minh của từng người chúng ta. Bên cạnh đó, nếu cứ bãi nhiệm cô ta như vậy thì cô ta sẽ không phục, sẽ cho rằng chúng ta dội nước bẩn lên người cô ta. Khưu Nguyên trầm giọng nói, vậy Toại các chủ có ý kiến gì? Toại Cổ Kim đáp, chúng ta phải lấy được đại nghĩa. Đại nghĩa, mọi người nghe thế thì đều thấy ngạc nhiên. Toại Cổ Kim nói, chính là công bố hành động của cô ta ra ngoài, để mọi người ở cựu thổ đều biết cô ta đã làm gì. Nói đơn giản là thúc đẩy dư luận tấn công, để mọi người cựu thổ đều đứng chung một phía với chúng ta, cùng chung một mối thù với chúng ta, như vậy coi như chúng ta không bãi nhiệm cô ta thì cô ta cũng sẽ bị tất cả mọi người ở cựu thổ khinh bỉ. Mọi người nghe vậy đều giật mình hoảng hốt, vị Toại các chủ này. May là người của mình, nếu là đối thủ thì khó nhằn thật sự. Khưu Nguyên trầm giọng nói, Toại các chủ, những người phía dưới kia sẽ tin chúng ta sao? Một trưởng lão khác lại trầm giọng nói, chắc chắn tin, bởi vì phía dưới chúng ta đa số đều không có khả năng phân biệt đúng sai phải trái, chỉ cần chúng ta nắm giữ được quyền lên tiếng của dư luận thì chúng ta nói cái gì bọn họ cũng sẽ tin cái đó. Mọi người gật đầu lia lịa, bày tỏ biện pháp này có thể dùng được. Nắm giữ và khống chế dư luận, lấy lại đại nghĩa. Bọn họ bảo ai xấu thì người đó chính là kẻ xấu. Sau khi tan họp, mọi người bắt đầu sắp xếp. Chẳng mấy chốc, tin tức Thương Hồng Y liên hợp với Diệp Quân hãm hại cựu thổ đã truyền đi khắp nơi, khiến ai nấy đều phẫn nộ. Mẹ nó, giặc bán nước, thân là chủ chung của cựu thổ mà lại bán đứng cựu thổ, thực sự là đáng chết, giết 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 giết. Chủ chung của cựu thổ lại đi liên thủ với người khác tấn công người bên mình, thứ xấu xa phản bội, phải mau diệt cỏ tận gốc. Nhục, vô cùng nhục. Đám người trong thần điện cựu thổ không biết làm ăn cái gì nữa. Vậy mà lại để cho một kẻ phản bội làm chủ chung của chúng ta, đúng là một đám rác rưởi, ông đây lên làm thay cho này. Sao ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Cô ấy là chủ chung của cựu thổ, sao có thể? Sâu trong rừng tre có một ngôi nhà tre được xây tựa vào núi, trước nhà tre là một dòng sông nhỏ uốn lượn quanh rừng tre cho đến tận cuối tầm mắt. Nước sông trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Diệp Quân ngồi khoanh chân trên một tảng đá bên bờ sông, hai tay hắn đặt trên hai đầu gối, nhắm mắt lại, quanh người hắn tỏa ra từng luồng khí tức êm dịu. Trật tự, vẻ mặt Diệp Quân khá phấn khích, sức mạnh tín ngưỡng. Sức mạnh tín ngưỡng hiện giờ của hắn đang tăng lên mỗi ngày, vì những sinh linh trong tiểu tháp đang ngày càng trở nên mạnh hơn. Phải nói là tiểu tháp cộng với đạo trật tự của hắn quả thật là tổ hợp vô địch, dĩ nhiên là phải trả tiền. Tiền, Diệp Quân hơi cong môi. Sau khi cha giết những cường giả đó, ông ấy đã thu thập nhãn của những cường giả đó lại, từ những chiếc nhẫn này, ông ấy đã thu có được tổng cộng 372 mạch đế nguyên cực phẩm, trong đó tiên nguyên tỉnh có hơn 30 vạn viên, bao gồm hơn 300 thần khí của đế binh, 6 cơ giáp cấp tiên cực phẩm và vô số hiện vật khác. Điều đáng tiếc duy nhất là tất cả áo giáp của cường giả đó đều bị một nhát kiếm của cha quét sạch. Nếu không nếu dùng những bộ áo giáp đó để mặc cho các thần tướng đồng đen trong tiểu tháp của hắn, sức chiến đấu của họ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tất nhiên hắn đã rất hài lòng với hiện tại rồi. Có 372 mạch đế nguyên cực phẩm, hắn không cần phải lo về linh lực trong tiểu tháp trong thời gian ngắn, điều này có thể nói là đã giải quyết được một vấn đề lớn cho hắn. Ngay lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân, Diệp Quân quay người lại nhìn, người đến là Toại Cổ Kim. Diệp Quân chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, Toại cô nương, vẫn suôn sẻ chứ. Toại Cổ Kim gật đầu, hiện giờ vẫn xem như thuận lợi. Diệp Quân cười nói, vậy thì tốt. Toại Cổ Kim nói, thực lực hiện tại của Diệp công tử chắc là miễn cưỡng đạt đến cảnh giới bất hủ đế chủ rồi nhỉ. Diệp Quân lắc đầu, ta cũng không biết. Trước đó bị đánh hội đồng,
thế nên giờ hắn cũng không chắc rốt cuộc giờ sức chiến đấu của hắn thế nào. Toại cổ kim nhìn hắn, với nền tảng hiện giờ của Diệp công tử, tăng cảnh giới chắc là không khó. Diệp quân lại lắc đầu, ta không tu luyện cảnh giới. Toại cổ kim cau mày, không tu luyện cảnh giới. Diệp quân gật đầu, đúng thế. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 147.